Lý Phi Tuyết biết phải rời khỏi, hơi có chút không thôi, nhưng nghĩ tới sau này sớm muộn có cùng Diệp Thần đoàn tụ cơ hội, liền cười nói, được, Diệp đại ca, ta và Thanh Sơn đi trước. Vừa nói, Lý Phi Tuyết liền dẫn Lý Thanh Sơn rời đi. Lý Thanh Sơn tuy không tình nguyện, nhưng vậy không thể làm gì khác hơn là đi theo Lý Phi Tuyết rời đi. Hai tỷ đệ ngự gió lên, đang muốn biến dạng hư không rời đi, nhưng bỗng nhiên tới giữa, một hồi kỳ lân tiếng hô kinh thiên lên. Nhưng gặp đại dương nổ tung, sóng lớn nổ lên, một cái âm lệ thanh niên cưỡi ma hóa kỳ lân, từ đáy biển bên trong nâng kiếm bay giết ra, chém thẳng Lý Phi Tuyết. Vậy âm lệ thanh niên, chính là Thánh Vân Tôn. Lúc đầu hắn bị Tiêu Khinh Nhan đánh rơi, cũng không có rời đi, mà là âm thầm mai phục ở đáy biển, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Hắn có Vân Đỉnh Thiên Thư che giấu, hơi thở ẩn núp rất khá, Diệp Thần các người căn bản không có chút nào phát hiện. Xem Thánh Vân Tôn loại cao thủ này, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, rất dễ dàng là được khôi phục, Tiêu Khinh Nhan đã thương hắn, hắn lúc này đã sớm phục hồi như cũ, cho dù còn mang một chút không thể khôi phục tổn thương, nhưng tình trạng đã rất tốt. Chỉ là, Diệp Thần lại có thể đột phá đến còn thật cảnh, cái này thật to ngoài Thánh Vân Tôn sở liệu. Nếu như ra tay đánh lén Diệp Thần mà nói, hắn tuyệt không nắm chắc, cái này một tí tập sát, là trực tiếp công kích Lý Phi Tuyết. Lý Phi Tuyết chính là tai nan thiên kiếm kiếm linh, giết chết nàng, cũng có thể hủy diệt Diệp Thần một cái cánh tay phải cánh tay trái. Một khi bỏ qua cái này tập sát cơ hội, cùng Lý Phi Tuyết trở lại Thánh Thiên Phủ, hắn lại không thừa cơ lợi dụng. Tỷ tỷ chú ý! Lý Thanh Sơn thấy Thánh Vân Tôn đánh lén, nhất thời thất kinh, ngăn ở Lý Phi Tuyết trước mặt. Thánh Vân Tôn này nhóm cao thủ, đột nhiên tập sát, khí thế hung hãn bực nào, hắn cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm tới, liền muốn đem cái này hai tỷ đệ, đồng loạt gai cái đối xuyên, cùng nhau giết chết. Diệp Thần mau chóng gặp kinh biến, trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt, bình tĩnh sử dụng nguyện vọng thiên tinh, trầm hát nói, ta cầu nguyện, hư không nổ, sấm sét hạ xuống. Giao! Nguyện vọng thiên tinh bên trên, bỗng nhiên có vô cùng tín ngưỡng nguyện lực thả ra, cùng thiên địa đồng tình. Phịch! Không có bất kỳ linh khí chập chờn dấu hiệu, Thánh Vân Tôn trước mắt hư không, đột nhiên một tí nổ, từng đạo con chăn to sấm sét từ trên trời đánh xuống tới, hung hăng bổ vào trên người hắn. Phốc xích! Thánh Vân Tôn bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ bị nổ bay phách tổn thương, há miệng phun ra máu tươi. Hắn cưỡi ma hóa kỳ lân, lại là tại chỗ bị nổ được nghiền, hóa thành một chút xíu hắc khí tán loạn đi. Huyết Long, Huyết Thần, Lý Phi Tuyết, Lý Thanh Sơn bốn người, thấy một màn này, đều là con người co rúc lại, vô cùng rung động. Huyết Long rung giọng nói, đây chính là nguyện vọng thiên tinh uy lực sao. Giờ khắc này, nguyện vọng thiên tinh trên, có phong vũ linh thụ chấn giữ, ngôi sao này uy lực, so với trước kia còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Diệp Thần chấp trưởng nguyện vọng thiên tinh, đơn giản là nắm giữ giữa trời đất hết thảy khí tượng vậy, tâm nguyện động một cái, vô căn cứ là có thể đưa tới nổ sấm sét, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, nguyện vọng thiên tinh, lại bị ngươi tu bổ luyện hóa? Thánh Vân Tôn nhìn chằm chằm Diệp Thần sau lưng từ từ bốc lên tinh thần, ánh mắt một hồi kinh hãi. Diệp Thần bắt được phi hồng ngọc tủy, tu bổ nguyện vọng thiên tinh không hề hiếm lạ, nhưng để cho Thánh Vân Tôn khiếp sợ, là Diệp Thần lại có thể nhanh như vậy, thì thành công luyện hóa ngôi sao này. Phải biết, nguyện vọng thiên tinh ảo diệu, cùng cao nhất thiên thư so sánh, cũng là không kịp làm, muốn luyện hóa loại cấp bậc này pháp bảo, nói ít cũng phải mấy trăm mấy ngàn năm thời gian, nơi nào xem Diệp Thần như thế ngoại hạng, mới ngắn ngủi một ngày, lại có thể thành công luyện hóa. Lần này Diệp Thần chấp trưởng nguyện vọng thiên tinh, khí tượng chân thực quá bàng bạc. Nếu như nói ở lúc trước, Thánh Vân Tôn còn cảm thấy Diệp Thần là con kiến hôi, nhưng giờ phút này Diệp Thần đột phá đến còn thật cảnh, nguyện vọng thiên tinh nơi tay, coi như là người mù, cũng có thể nhìn ra hắn khí vận ngút trời, uy thế vô địch. Một cổ sợ hãi sâu đậm, ở Thánh Vân Tôn nội tâm ra đời, thấy Diệp Thần sau lưng bốc lên tinh thần, hắn khó hiểu tới giữa, còn muốn đến ngày xưa thấy cửu luân huyết nguyệt bay lên không khủng bố hình ảnh. Nếu như đơn đả độc đấu, liều mạng lưỡng bại câu thương, Thánh Vân Tôn trong đầu nghĩ mình có thể còn có một chút cơ hội, cùng Diệp Thần liều mạng. Nhưng hiện tại, Diệp Thần bên người còn có Huyết Long, hắn như thế nào là địch thủ? Đi! Trong chớp mắt, Thánh Vân Tôn có quyết đoán, lập tức xoay người phi độn đi. Nếu như không đi nữa, hắn có thể thật sẽ chết.
có thể chạy đi nơi nào? Bạch đế Kim Hoàng Văn, cho ta chém giết. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sử dụng Bích Thủy Khảm Linh Châu, trên hạt châu Bạch đế Kim Hoàng Văn, lập tức bạo lóe lên vạn trượng kim quang, một đạo mang canh kim sát phạt ngút trời nhuệ khí, do như phi kiếm vậy chém ra, chém thẳng hướng Thánh Vân Tôn đầu. Cái này Bạch đế Kim Hoàng Văn, Diệp Thần còn không sử dụng qua, lúc này là lần đầu tiên thi triển. Cái này tinh văn, chính là Thái Thượng Thiên Nữ tự tay khắc họa, uy lực có thể tưởng tượng được. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Nếu như là trước kia, Diệp Thần tùy tiện vận dụng nói, ắt phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn, nhưng lúc này đột phá tu vi, hắn linh khí tăng vọt không biết nhiều ít, sử dụng nữa Bạch đế Kim Hoàng Văn, liền cảm giác muốn gì được nấy, tự nhiên như ý. Suy, Bạch đế canh kim phi kiếm, chảm phá hư không, tới sát Thánh Vân Tôn trước mặt. Thánh Vân Tôn hoảng hốt, lấy hắn thực lực, ngược lại cũng không còn như một tí bị giết chết, nhưng này cùng tinh văn, chém xuống, hắn tuyệt đối phải bị thương. Một khi bị thương, bị Diệp Thần chế trụ, vậy đó là một con đường chết. Vân Đỉnh Thiên Thư, đi. Trong lúc nguy cấp, Thánh Vân Tôn sử dụng Vân Đỉnh Thiên Thư, lại có thể cầm cái cuốn Thiên Thư này làm tấm thuẫn, ngăn cản Diệp Thần công kích. Suy rồi. Bạch đế Kim Hoàng Văn hóa thành phi kiếm, chém ở Vân Đỉnh Thiên Thư trên, nhất thời đem cái cuốn Thiên Thư này, chém rơi vào biển khơi. Thánh Vân Tôn tâm niệm thúc dục, phát hiện Vân Đỉnh Thiên Thư bị tổn thương tuy không nghiêm trọng, nhưng khí cơ đã chặt đứt, trong chốc lát không cách nào thu hồi. Chủ nhân ta kêu ngươi đứng lại, không nghe được sao? Lúc này, huyết long rồng khổng lồ thân thể, cuốn lên mưa gió sóng lớn, bạo giết tới, long chảo giò hạ, trực kích Thánh Vân Tôn thiên linh cái. Đáng chết! Thánh Vân Tôn sắc mặt vô cùng khó khăn xem, lần này sống chết trước mắt, nhưng cũng không dám lưu lại nữa, lập tức trốn về phía trước chui đi, liền Vân Đỉnh Thiên Thư cũng không cần. Bị buộc bỏ Vân Đỉnh Thiên Thư, Thánh Vân Tôn vô cùng đau lòng, tinh thần cơ hồ tan vỡ, trong đầu nghĩ, không có Vân Đỉnh Thiên Thư, Ngụy Dĩnh cô nương khẳng định coi thường ta. Hắn đến lúc này, tâm niệm, lại có thể còn đang suy nghĩ Ngụy Dĩnh. Huyết Long muốn đi đuổi theo, Diệp Thần ngoắc tay, nói, giặc cùng đường không truy đuổi, tên kia không có Vân Đỉnh Thiên Thư, chính là một tên phế vật thôi, nhiễu loạn không tới đại cuộc. Huyết Long nói, nhưng mà, chủ nhân, thả hổ về rừng. Diệp Thần cười một tiếng, nói ta đã dùng nguyện vọng thiên tinh, phong tỏa hắn khí cơ, hắn không trốn thoát được, để cho hắn trước trốn một hồi, nếu như có thể đưa tới một ít người sau lưng vật, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Huyết Long thấy Diệp Thần một bộ tính trước kỹ càng hình dáng, nói, dạ, chủ nhân. Liền không có lại đuổi theo, đi xuống lấy lại Vân Đỉnh Thiên Thư, trình cho Diệp Thần. Diệp Thần đạt được Vân Đỉnh Thiên Thư, nhìn trời trong sách mơ hồ hiển hóa bàn cờ, không khỏi có loại ảo mộng vậy cảm giác, nói, không nghĩ tới ta như vậy tùy tiện, liền lấy được Vân Đỉnh Thiên Thư. Vân Đỉnh Thiên Thư, nhưng mà cao nhất Thiên Thư một trong, cũng không phải là Phật Phú Thiên Thư. Ma huyết thiên thư cái loại này phổ thông đại thiên thư, giá trị chân quý hơn rất nhiều. Như vậy trọng bảo, lại dê làm đạt được, Diệp Thần cũng cảm giác được mình khí vận, có chút ngoại hạng. Huyết Long nói, chúc mừng chủ nhân, lại lấy được một kiện chí bảo. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đem Vân Đỉnh Thiên Thư thu hồi, nói ta mới vừa luyện hóa nguyện vọng thiên tinh, cần thời gian tiêu hóa, cái này Vân Đỉnh Thiên Thư cũng không cần vội vã luyện hóa, chúng ta trở về đi thôi. Thật ra thì Diệp Thần muốn nhất, là vô vô thiên thư, Vân Đỉnh Thiên Thư đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đều là người đổ mồ hôi lạnh, rối rít đi lên hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút, nói các ngươi hai tỷ đệ nếu có thì giờ rảnh mà nói, cùng ta trở về uống một ly rượu lại đi đi. Nơi đây chuyện đã xong, Diệp Thần chuẩn bị mời Nhâm Phi Phàm tới cùng uống ly rượu. Thực hiện ban đầu ở địa tâm vực, nói qua cộng ẩm đan rượu tiên cam kết. Đến lúc đó, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Thư Thanh các người, tự nhiên tại chỗ. Diệp Thần không có mời Lý Phi Tuyết, chủ yếu là sợ Hạ Nhược Tuyết các người ghen, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là mời hai tỷ đệ uống ly rượu, nếu không sau này trong thời gian ngắn, rất khó lại còn đoàn tụ cơ hội. Lý Thanh Sơn nghe được phải đi uống rượu, tự nhiên không có không cho phép, nói, được, đại ca. Chúng ta uống một ly. Lý Phi Tuyết mỉm cười cười một tiếng, mới có thể có cùng Diệp Thần chung một chỗ cơ hội, đương nhiên là đáp ứng. Đi, trở về uống rượu.
ta có một bình đan tiên linh tửu, tối nay liền cùng uống cái sảng khoái. Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng có vẻ thoải mái, cưỡi huyết long, mang Lý Phi Tuyết các người, trở lại huyết tử ngục. Nửa đường bên trong, Diệp Thần phát ra phù chiếu, mời Nhâm Phi Phàm. Thật ra thì Nhâm Phi Phàm ở nơi nào, Diệp Thần cũng không biết, nhưng trong đầu nghĩ đối phương thần thông quảng đại, chỉ cần bản thân có mời ý, đối phương nhất định có thể cảm thấy được. Trở lại huyết tử ngục, nhưng phát hiện Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh ba phụ nữ đã trở về. Diệp Thần cùng ba phụ nữ đoàn tụ, tự nhiên vô cùng vui vẻ, lẫn nhau kể lể gần chuyện, Diệp Thần mới rốt cuộc biết, lúc đầu Thánh Vân Tôn cùng mình tranh nhau, là bởi vì là Ngụy Dĩnh. Cái này Thánh Vân Tôn, thật là đáng ghét, Diệp Thần, ngươi vì sao phải thả chạy hắn? Ngụy Dĩnh nghĩ đến Thánh Vân Tôn, trong lòng vẫn là một hồi chán ghét, nói. Diệp Thần nói, tên kia sống không được bao lâu, ta để cho chạy hắn là có kế hoạch khác, ngày hôm nay không nói cái này, khó khăn được đoàn viên, tối nay cho giỏi tốt tụ họp. Ngay lúc nói chuyện, phương xa một đạo thần quang bắn tới, hư không biến dạng, một đạo tiêu sái bóng người hạ xuống, nhưng là Nhâm Phi Phàm. Ở Nhâm Phi Phàm sau lưng, là Tô Mạch Hàn, Yên Vũ Tiên Tôn, Lôi Yểm ba người. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm, vô cùng vui vẻ, đi ra đón tiếp. Đám người biết Nhâm Phi Phàm thần thông quảng đại, cũng là hoảng vội vàng tiến lên nghênh đón thi lễ. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, nói, thằng nhóc, ngươi còn nhớ mời ta uống rượu. Diệp Thần cười nói, đại sự như thế, sao dám tướng quên. Chẳng qua là khi đó phân biệt vội vã, có nhân quả, không có cộng ẩm cơ hội, ngày hôm nay cuối cùng tạm được thanh nhàn, nhất định phải say mềm một chàng. Nhâm Phi Phàm vỗ tay cười một tiếng, nói, rất tốt, ta cũng muốn nếm thử một chút đan rượu tiên mùi vị. Ở Nhâm Phi Phàm sau lưng, Yên Vũ Tiên Tôn cùng Lôi Yểm đi ra, đồng loạt hướng Diệp Thần quỳ xuống, nói, gặp qua tôn chủ thân thể không việc gì. Diệp Thần lần nữa thấy hai người, trong lòng một hồi thổn thức. Nghĩ lúc đó, vì nho tổ ước chiến chuyện, hắn cùng Yên Vũ Tiên Tôn từng có mâu thuẫn, đối phương hết sức đem hắn khốn tại ảo cảnh bên trong, chính là sợ hắn xảy ra chuyện. Hiện tại Diệp Thần có thể không việc gì trở về, Yên Vũ Tiên Tôn tự nhiên mừng rỡ, khóe mắt đã có nước mắt. Thất thất, đứng lên đi. Diệp Thần nhẹ nhàng đỡ dậy nàng, lau sạch nước mắt của nàng, hồi tưởng lại những ngày qua trải qua, thật là như mộng như ảo. Nếu như lấy hắn bây giờ thực lực, tham gia ngày đó ước chiến nói, vậy sợ rằng một cái đầu ngón tay, liền có thể nghiền diệt nho tổ thần điện trăm ngàn lần. Ta đã mệnh tín đồ chuẩn bị xong rượu món ngon, mọi người cùng nhau uống thống khoái. Diệp Thần sử dụng nguyện vọng thiên tinh, liền mời đám người bước lên tinh thần, ở phong vũ linh thụ hạ uống thỏa thích. Phong vũ linh thụ dưới, đã sớm bày xong tiệc rượu, Diệp Thần ngôi sao này, đất rộng vật nhiều, sản vật đẫy đà, tự nhiên cái gì cũng có. Nguyện vọng thiên tinh lên phong cảnh, so với huyết tử ngục âm trầm, có thể muốn nhẹ nhàng khoan khoái được hơn. Ở chỗ này uống rượu tiệc rượu, tự nhiên lại không quá thích hợp. Diệp Thần mời Nhâm Phi Phàm ngồi ghế thủ lãnh, nhưng Nhâm Phi Phàm nhưng là lời nói dịu dàng xin miễn, cuối cùng là Diệp Thần ngồi ở ghế thủ lãnh, Nhâm Phi Phàm cùng Tô Mạch Hàn, bầu bạn ở hắn chừng. Huyết Long huyết thần, Hạ Nhược Tuyết cùng nữ, thì tại hạ thủ. Diệp Thần lấy ra đan tiên linh tửu, cùng mọi người tướng uống. Rất nhiều tín đồ, ở bên cạnh tấu vang đàn sáo, nhẹ nhàng múa lên. Đây là Diệp Thần hiếm có thanh nhàn thời gian, từ nho tổ ước chiến kết thúc, đến hắn rơi vào địa tâm vực, cuối cùng trở lại vực ngoại, thẳng đến lúc này, mới rốt cục có một chút có thời gian, có thể cùng mọi người đoàn viên uống thỏa thích. Mặc dù như vậy nhàn nhã ngày, định trước không cách nào hưởng thụ quá lâu, nhưng mới có thể có một khắc ung dung vui vẻ, quên mất tranh đấu ưu sầu, cũng là đời người một chuyện vui lớn. Tiệc rượu sau khi kết thúc, đám người tản đi, mỗi người ở nguyện vọng thiên tinh thượng du lãm, cũng muốn nhìn một chút ngôi sao này thần bí. Mà Diệp Thần cùng Hạ Nhược Tuyết, nhưng trở lại trong gian phòng, hưởng thụ hai người hiếm có thời gian. Hạ Nhược Tuyết hỏi Diệp Thần có nhiều vấn đề, ví dụ như hắn cùng Lý Phi Tuyết quan hệ, cùng Yên Vũ Tiên Tôn quan hệ, còn có ở lòng hắn bên trong, nàng cùng Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh đám con gái, ai nặng ai nhẹ vân. Vân, nghe được những vấn đề này, Diệp Thần nhưng là nhức đầu, cũng không cách nào từng cái trả lời. Không thể làm gì khác hơn là mỉm cười qua loa lấy lệ đi qua. Một đêm triền miên, Diệp Thần vượt qua đặc biệt khoái trá thời gian,
Hạ Nhược Tuyết tu vi so với trước kia có đột phá, vóc người là càng ngày càng đẫy đà, da vậy càng ngày càng tốt. Một chữ, trơn bóng. Một đêm sau này, đến sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Tuyết đi qua một đêm sóng gió kinh hoàng, lúc này còn đang ngủ say bên trong. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cảm thấy Nhâm Phi Phàm kêu to nhân quả, liền ở Hạ Nhược Tuyết trên trán hôn một cái, nhẹ nhàng đi ra cửa đi. Lúc này, Bắc Võ Tử Đế vậy từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mộ chủ đại nhân, ta tựa hồ bỏ lỡ cái gì? Bắc Võ Tử Đế cười nói. Diệp Thần cười nói, tiền bối, chờ ngươi khôi phục thân xác, lại uống rượu không muộn. Nguyện vọng thiên tinh một nơi cô ven núi bên trên, Nhâm Phi Phàm đứng chắp tay, trường bào phiêu dơ, thần sắc bình thản, không biết đang suy tư chút gì. Diệp Thần đi tới Nhâm Phi Phàm sau lưng, chắp tay nói, Nhâm tiền bối, ngươi kêu ta. Nhâm Phi Phàm quay đầu lại, nhẹ khẽ gật đầu, nói, tối hôm qua ngươi đan tiên linh tử, rất là không tệ, là ta cuộc đời này uống qua rượu tốt nhất, đáng tiếc không thể mỗi ngày uống thỏa thích. Đan tiên linh tử vô cùng trân quý. Diệp Thần chỉ có 500kg tồn kho, cho ăn hoang ma thiên kiếm một nửa, tối hôm qua mời đám người cộng ẩm, lại hao hết hơn 50kg, đã là đặc biệt xa xỉ. Cái loại này rượu ngon, tự nhiên không thể nào mỗi ngày cũng uống. Diệp Thần cười một tiếng, nói, một giọt đan rượu tiên, đổi nước đổi trên 500kg, đều có rượu ngon mùi thơm, Nhâm tiền bối muốn mỗi ngày uống, vậy là có thể. Nhâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng, nói tốt lắm. Không nói cái này, lần này kêu ngươi tới đây, là có việc lớn bàn. Diệp Thần nghiêm mặt nói, đại sự gì? Nhâm Phi Phàm thu liễm thần sắc, ngưng trọng nói, Long Uyên Thiên Kiếm mau xuất thế. Nghe vậy, Diệp Thần thần sắc biến đổi. Long Uyên Thiên Kiếm sau lưng, không biết có nhiều ít cặp mắt nhìn chằm chằm. Vô luận là hắn, vẫn là Huyền Cơ Nguyệt Đế Thích Thiên hai người, cũng hoặc là Hồng Thiên Kinh, cũng muốn cướp lấy. Lần này Long Uyên Thiên Kiếm sắp ra đời, nhất định là có một phen động trời mưa máu gió tanh. Diệp Thần nói, tin tức xác định. Nhâm Phi Phàm nói, xác định, ta đã suy diễn đến, Long Uyên Thiên Kiếm cấm chế sắp giãn ra, tối đa nửa tháng sau liền muốn xuất thế, người nhất định phải cướp lấy. Thanh kiếm này, quan hệ quá lớn, tám đại thiên kiếm, mỗi một cầm cũng không có so chân quý, chính là dùng cựu Nhật chi chủ hồn phách rèn luyện mà thành, sau lưng có ngập trời khí vận. Nếu như thất lạc ở trên tay người khác, vậy chúng ta tình cảnh nhất định bị động. Vô thượng thiên kiếm, tổng cộng cộng lại mới 8 cầm, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu hiếm thấy chân quý. Cái này Long Uyên Thiên Kiếm, Diệp Thần tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ còn lại nửa tháng thời gian, có chút vội vàng, Nhâm tiền bối, người sẽ xuất thủ không? Diệp Thần khẽ cau mày, hỏi. Nhâm Phi Phàm nói, thiên kiếm ra đời, quá nhiều người nhìn chằm chằm. Ta tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ, nếu bị Vạn Khư lão tổ phát hiện, đó cũng không hay. Diệp Thần gật đầu nói, cũng vậy, vậy Vũ Hoàng Cổ Đế là cái người điên, liều mạng cực hạn đổi một lần một, đều phải đổi tiền bối ngươi tánh mạng, không thể không đề phòng. Nhâm Phi Phàm nghe được Diệp Thần nói ra Vạn Khư lão tổ tên chữ, nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nói, xem ra ngươi đã biết Vạn Khư lão tổ tên thật, nhưng ngày thường không muốn quá nhiều nói tới, miễn được kích động thiên cơ, bị hắn phát hiện. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Nhâm Phi Phàm nói, cái này Vạn Khư lão tổ, trên tay nắm trong tay Đại Phạm Thiên Cửu Trọng Chí Tôn Công, đã luyện thành tầng 8 bí quyết, chỉ kém một người lính tự quyết không có luyện thành, người này thần thông mạnh, đã đến uyên thâm khó lường bước. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ngươi cùng vậy Vạn Khư lão tổ so sánh như thế nào? Ta, Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, trong mắt híp lại, nói ta thiên phú không thể so với hắn kém. Chỉ là hắn thời gian tu luyện quá sớm, so ta hơn tu luyện trên 1 triệu năm, ta tích lũy xa xa kém hơn hắn, tự nhiên không phải là địch thủ của hắn. Nguyên nhân chính là Vạn Khư lão tổ thật đáng sợ, Nhâm Phi Phàm cùng kiếp trước luân hồi chi chủ, mới cần bố trí, tranh thủ càng nhiều hơn thời gian. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, liền Nhâm Phi Phàm đều không phải là Vạn Khư lão tổ địch thủ, có thể gặp Vạn Khư lão tổ khủng bố. Lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước. Cái này 9 tầng bí quyết, Vạn Khư lão tổ ước chừng nắm giữ tầng 8, một khi bùng nổ, thật là kinh khủng dường nào. Nhâm Phi Phàm nói, bây giờ nói đối kháng Vạn Khư lão tổ, vậy còn quá xa vời, dưới mắt tranh thủ được Long Uyên Thiên Kiếm nói sau, đây là chúng ta bố trí mấu chốt một vòng. Kiếm này, không cho sơ thất. Thiên Kiếm sau lưng,
quan hệ đến đại khí vận, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Diệp Thần cũng biết sự quan trọng đại, nói, tiền bối, ta nhất định sẽ đoạt được kiếm này. Không nghi ngờ chút nào, cùng Long Uyên Thiên Kiếm cấm chế giãn ra, đến lúc đó Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong các người, cũng sẽ mãnh liệt tới. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói ta sẽ đem nước khuấy đục, đem tin tức lan rộng ra ngoài, để cho vực ngoại tất cả mọi người đều biết, có thể hay không đục nước béo cỏ, liền xem ngươi thực lực. Diệp Thần cả kinh, nói tiền bối, ngươi muốn bại lộ thiên kiếm bí mật, nếu như quá nhiều thế lực cướp được nói, sợ rằng không ổn. Nhâm Phi Phàm nói, người càng nhiều càng tốt, nước không khuấy đục, người một thân một mình, khó mà cùng những người đó tranh nhau. Diệp Thần đối thủ cạnh tranh, nhưng mà Huyền Đế, Yên Vắng Vẻ các người, muốn từ bọn họ trong tay, cướp được Long Uyên Thiên Kiếm, dĩ nhiên là khó hơn lên trời. Nhưng Nhâm Phi Phàm tỏa ra tin tức, hấp dẫn thiên hạ thế lực chen chúc tới, cũng quá mức hỗn loạn, bước cờ này là thật là xấu xa, hiện tại còn rất khó nói. Diệp Thần cau mày nghĩ ngợi, bỗng nhiên tới giữa, tựa hồ cảm thấy cái gì dị động. Hắn ở Thánh Vân Tôn trên mình, âm thầm để lại nguyện vọng thiên tinh nhân quả, phong tỏa đối phương khí cơ. Giờ khắc này, Diệp Thần nhưng cảm thấy Thánh Vân Tôn khác thường động. Tiền bối, tương lai đục nước béo cò, còn không biết kết quả, nhưng hiện tại, ta tựa hồ câu được một con cá lớn. Diệp Thần cười một cái, nhưng phát hiện Thánh Vân Tôn bại trốn sau đó, bị mất Vân Đỉnh Thiên Thư, tâm hoảng ý loạn, lại chạy đi gặp Công Giã Phong, tìm kiếm che chở. Thánh Vân Tôn tuy mất đi Vân Đỉnh Thiên Thư, nhưng dầu gì tu vi đặt ở thiên nhân vực đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại, là một cái cường hãn trợ lực, Công Giã Phong liền chứa chấp hắn, hai người đang đi Long Uyên Thiên Kiếm di tích vùng lân cận, chuẩn bị dò xét cấm chế giãn ra bí ẩn. Diệp Thần suy tính được rõ ràng, như vậy tận mắt chứng kiến. Hắn lợi dụng nguyện vọng thiên tinh, lưu lại nhân quả khí cơ, Công Giã Phong và Thánh Vân Tôn, lại không có chút nào phát hiện, có thể gặp nguyện vọng thiên tinh mạnh mẽ. Lập tức, Diệp Thần đem chuyện này, nói cho Nhâm Phi Phàm. Công Giã Phong dám một mình đi ra, đây là tự tìm cái chết. Nhâm Phi Phàm trong mắt lướt qua ý định giết người, nếu như Công Giã Phong và Yên Tịch Kiếm Linh chung một chỗ, hắn ngược lại là có chút kiêng kỵ kích động thiên cơ, bại lộ tự thân. Nhưng hiện tại, nếu Công Giã Phong lạc đàn, hắn không ngại đưa đối phương lên đường. Dẫu sao, Công Giã Phong đôi ba lần trêu chọc hắn, là đối phương trước xúc phạm, hắn sẽ ra tay, ngược lại cũng không coi là không tuân theo quy tắc. Tiền bối, vậy chúng ta. Diệp Thần ánh mắt cũng là run lên, khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, nói cơ hội khó khăn được, người chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức liền lên đường. Diệp Thần nói, được. Lập tức Diệp Thần trở về phân phó Huyết Long, để cho hắn phụ trách ở Huyết Tử Ngục bên trong, chiêu đãi Hiên Vũ Tiên Tôn, Lý Phi Tuyết cùng tân khách. Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Thư Thanh, Ngụy Dĩnh đám con gái, Diệp Thần vậy an bài ở Huyết Tử Ngục bên trong, cuối cùng thu hồi nguyện vọng thiên tinh. Thái Ất Chấn Lôi Xa Khí Linh Lôi Yểm, Diệp Thần để cho hắn chấn thủ ở nguyện vọng thiên tinh trên. Trước đây ở Địa Tâm Vực, cướp lấy Đan Tiên Hồ cuộc chiến, Diệp Thần đã hiến tế rớt Thái Ất Chấn Lôi Xa, pháp bảo này mất đi, Lôi Yểm hơi thở ngày càng yếu ớt, thân thể dần dần đạm bạc, đã sắp tiêu tán. Diệp Thần để cho hắn chấn thủ nguyện vọng thiên tinh, thứ nhất có thể khôi phục hắn thực lực, thứ hai sau này nguyện vọng thiên tinh mới có thể có một người xử lý, vậy thuận lợi rất nhiều. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Thần liền cùng Nhâm Phi Phàm lên đường, đuổi theo giết Thánh Vân Tôn. Lại nói Thánh Vân Tôn hôm qua bại trốn sau đó, sợ hãi không biết làm sao, bi phẫn đồng thời xuất hiện, liền muốn đầu dựa vào Hồng Thiên Kinh, tìm kiếm che chở, sau này lại mưu cầu báo thù. Thật ra thì hắn lúc này đi đầu dựa vào khí vận ngập trời Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên hai người, càng ổn thỏa. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên, và hắn như nhau, đều là Địa Tâm Vực người, trước kia là quen biết cũ, Thánh Vân Tôn kéo không dưới cái mặt này đi đầu dựa vào bọn họ, chỉ có thể đi đầu dựa vào Hồng Thiên Kinh. Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, Thánh Vân Tôn là không thấy được, suy diễn dưới, phát hiện Yên Tịch Kiếm Linh cùng Công Giã Phong tung tích. Cuối cùng Thánh Vân Tôn suy nghĩ, Công Giã Phong nóng nảy tốt hơn một chút, đi liền tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn, hy vọng có thể thấy Hồng Thiên Kinh, mượn Hồng Thiên Kinh lực lượng, đối phó Diệp Thần. Công Giã Phong đang một nơi chỗ ẩn núp,
âm thầm tu luyện thần diệt thiên chiếu công, thấy Thánh Vân Tôn tới đầu dựa vào, tự nhiên đại hỉ, liền dẫn hắn đi Long Uyên Thiên Kiếm di tích chi địa, chuẩn bị tương lai kế hoạch. Hai người đi tới di tích chi địa vùng lân cận, Công Giã Phong mỉm cười nói, Thánh Vân các hạ, người muốn mượn Hồng Thiên Vương lực lượng, chu diệt luân hồi trả thù, đây cũng không phải là chuyện dễ, gần đây Long Uyên Thiên Kiếm sắp xuất thế, người tu phải nghĩ biện pháp đoạt được kiếm này, mới khá đạt được Hồng Thiên Vương thưởng thức. Thánh Vân Tôn nói, tại hạ tu vi nhỏ, lại không cẩn thận bị mất Vân Đỉnh Thiên Thư, dưới mắt ta muốn cướp lấy Thiên Kiếm, sợ rằng khó hơn lên trời. Long Uyên Thiên Kiếm, chính là tám đại Thiên Kiếm một trong, muốn cướp lấy, nói dễ vậy sao? Công Giã Phong hí mắt cười nói, không sao, Long Uyên Thiên Kiếm nửa tháng sau xuất thế, đến lúc đó ta cùng Yên Tịch Kiếm Linh Đại Nhân, cũng sẽ xuất thủ, người chỉ cần Từ Cạnh trợ giúp là được. Thánh Vân Tôn nghe được Từ Cạnh trợ giúp bốn chữ, đã mơ hồ cảm thấy không ổn, trong đầu nghĩ cái này hai tên, là muốn cầm ta làm con cờ thí. Long Uyên di tích chi địa, hung hiểm trùng trùng, mấy chục ngàn năm qua không biết lại có bao nhiêu người chôn xương nơi này, cho dù là Thánh Vân Tôn thời kỳ toàn thịnh, cũng không có đem cầm có thể ở Long Uyên di tích bên trong sống sót, chớ nói chi là hiện tại tịch mịch suy sụp tinh thần, một khi vào di tích chi địa, sợ là phải lâm vào là con chốt thí, bị Công Giã Phong, Yên Tịch Kiếm Linh lợi dụng, hy sinh một cách vô ích tánh mạng. Chỉ là dưới mắt phải cầu cạnh người, Thánh Vân Tôn cũng không dám nói thêm cái gì, nói, nếu như hai vị đại nhân, có cần gì tại hạ địa phương, tại hạ từ đã hết lực. Trong đầu nghĩ đương thời giây phút, cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước, chỉ cần có thể ở Long Uyên di tích bên trong sống sót, liền có cơ hội tìm Diệp Thần trả thù. Công Giã Phong cười nói, rất tốt, người hiện tại liền cùng ta vào Long Uyên di tích chi địa, trước thời hạn xem vậy Long Uyên Thiên Kiếm cũng tốt. Thánh Vân Tôn nói, lập tức đi theo Công Giã Phong, một đường đi tới trước. Không cần thiết đã lâu, hai người đi tới liền một ngọn núi ven núi dưới. Vách núi dây leo cỏ dại thấp thoáng gian, có một cái truyền tống lối vào, hai người xuyên qua truyền tống lối vào, chính là thuận lợi tiến vào Long Uyên Thiên Kiếm di tích chi địa. Long Uyên Thiên Kiếm di tích chi địa, là từ đầu đến cuối cởi mở, không hề thiết lập ngăn trở, người người đều có thể đi vào, nhưng muốn đoạt được Long Uyên Thiên Kiếm, nhưng cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái này lối vào, rất nhiều người đều biết, nhưng trong chục ngàn năm, cho tới bây giờ không có ai thành công đoạt được Thiên Kiếm. Thánh Vân Tôn vào di tích chi địa, nhưng gặp trước mắt là một phiến xám mịt mờ bình nguyên, một mắt không thấy được cuối. Phiến bình nguyên này trên, khắp nơi lượn lờ xám trầm trầm sương mù bên trong, có yêu ma gào khóc, hung thú gầm thét, loài mãnh cầm dài để thanh âm, còn có rất nhiều hơn to lớn di tích canh phòng con rối, đạp đất rung núi chuyển bước chân, ở khắp nơi tuần tra. Thậm chí còn có chút cơ giới cổ xưa con rối, bay ở trên trời, mắt lom lom, đề phòng hết thảy kẻ địch. Mà ở trên bình nguyên, khắp nơi đều là thật mệt mỏi xương trắng, không biết có nhiều ít thi hài khô lâu nằm, chi chít chất đống, từng tầng một quỷ hỏa nhảy lên, âm phong từng cơn, hiển nhiên cái này trong chục ngàn năm, có không thiếu mạo hiểm xông vào người tu luyện, muốn cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, nhưng không một ngoại lệ, bọn họ toàn bộ táng thân ở chỗ này. Bình nguyên trung ương, đứng vững vàng một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, chừng vạn trượng cao, khoảng cách Thánh Vân Tôn, Công Giã Phong hai người, ước chừng có ngàn dặm xa. Bởi vì phiến bình nguyên này, chân thực quá mức bằng phẳng bát ngát, mà thanh kiếm kia, lại chân thực quá mức to lớn nguy nga, cho nên cho dù cách nhau ngàn dặm, hai người đều là rõ ràng có thể gặp. Vậy vạn trượng cao cự kiếm, chiếm cứ cổ xưa hung ác cự long, tiếng rồng ngâm chấn động ngàn dặm, làm người ta màng nhĩ đầu run rẩy. Từng tầng một đen nhánh cấm chế phù văn, quấn quanh ở thanh cự kiếm kia bên trên, tản mát ra âm lệ bá đạo hơi thở. Không biết có nhiều ít đầu di tích con rối canh phòng, ở cự kiếm vùng lân cận trấn thủ, đơn giản là thùng sắt giống vậy phòng ngự, làm ra đầu tê dại. Đó chính là Long Uyên Thiên Kiếm sao? Thánh Vân Tôn nhìn ngàn bên trong ngoài cự kiếm, một hồi thán phục. Công Giã Phong tròng mắt bên trong, cũng là mang khen ngợi thèm thuồng thần sắc, nói, không sai, đó chính là trong truyền thuyết Long Uyên Thiên Kiếm, ai nếu là có thể cướp lấy, ai là được nghịch thiên cải mệnh, chấp trưởng thái thượng sát phạt mũi nhọn, có đại khí vận thêm thân. Đáng tiếc, muốn cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, chân thực quá khó khăn. Di tích bình nguyên vô cùng bát ngát, các loại âm hồn ác linh, canh phòng con rối, hung thú yêu ma, chi chít, nhiều vô số kể,
ngay cả là tu vi vượt qua thái chân cảnh cường giả, tùy tiện đặt chân đi vào, đều là một con đường chết. Hơn nữa, đáng sợ hơn phải, Long Uyên Thiên Kiếm trên thân kiếm, còn mang cấm chế dày đặc, coi như có thể vượt qua hết thảy chướng ngại, xông lên đi giết, cũng phải bị thiên kiếm cấm chế trên người giết chết. Có thể nói, muốn cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, đó là khó hơn lên trời, cơ hồ không thể nào. Thánh Vân Tôn sắc mặt trầm xuống, nói, hung hiểm như vậy di tích chi địa, bằng vào chúng ta ba người, thật có thể cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm sao? Công Dã Phong mỉm cười nói, nửa tháng sau, thiên kiếm cấm chế giãn ra, di tích thủ vệ năng lượng thật to yếu bớt, đến khi đó, chúng ta liền có cơ hội đoạt kiếm. Thánh Vân Tôn thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy quá tốt. Hai người lời nói mới vừa rơi xuống, giữa trời đất đột nhiên tia máu đại thịnh, di tích đất bầu trời, có cửu luân huyết nguyệt từ từ dâng lên. Ở nơi này cửu luân huyết nguyệt chiếu rọi xuống, di tích trong đất âm phong lệ khí, tựa như cũng lắng xuống, tất cả yêu ma hung thú gầm thét, toàn bộ yên tĩnh lại, tất cả di tích canh phòng con rối, tựa hồ cảm thấy ngập trời uy hiếp, rối rít rút ra to lớn đao kiếm, đằng đằng sát khí đề phòng. Thánh Vân Tôn thấy cái này cửu luân huyết nguyệt, đầu ông một tiếng, hoàn toàn ngây tại chỗ, tựa hồ có cái gì đáng sợ ác mộng trí nhớ thức tỉnh. Công Dã Phong cũng là sợ ngây người, chỉ cảm thấy một cổ sát cơ lạnh như băng quay đầu tấn công tới. Muốn đoạt kiếm, các ngươi sợ là không cái này cơ hội. Một đạo lạnh lùng uy nghiêm thanh âm, từ bầu trời vang lên. Huyết nguyệt trói lọi chìm nổi dưới, Nhâm Phi Phàm bóng người chậm rãi xuất hiện. Diệp Thần bóng người, vậy đi theo xuất hiện, đứng ở Nhâm Phi Phàm bên người, quan sát phía dưới Thánh Vân Tôn hai người, sau đó hướng Công Dã Phong cười nói, Công Dã tiên sinh, vẫn khỏe chứ? Công Dã Phong ngà một tiếng kêu sợ hãi, gương mặt thảm trắng, lui về phía sau ba bước, chỉ Nhâm Phi Phàm nói, Nhâm Phi Phàm, là ngươi. Lại chỉ Diệp Thần, luân hồi chi chủ, là ngươi thằng nhóc này. Các ngươi làm sao tìm được tới? Diệp Thần cười nói, cái này phải may mà Thánh Vân Tôn các hạ, nếu như không phải là hắn, ta sao có thể tìm được các ngươi? Lời nói này vừa nói ra, điểm phá thiên cơ, Thánh Vân Tôn lập tức phát hiện, trên người mình bị Diệp Thần để lại ám ký, đó là nguyện vọng thiên tinh ám ký, hắn trước căn bản không có phát hiện. Công Dã Phong một hồi khủng hoảng, chỉ cảm thấy đại họa ập lên đầu, Nhâm Phi Phàm thực lực quá lợi hại, hắn một thân một mình, là tuyệt đối không dám đối địch, liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Nhâm Phi Phàm, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi là đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn, làm sao có thể khi dễ ta một bộ lão xương. Công Dã Phong liên tiếp lui về phía sau, khoát tay lia lịa. Diệp Thần thấy hắn bộ dáng này, trong lòng một hồi buồn cười. Nhâm Phi Phàm ánh mắt nhưng là lạnh lùng, nhàn nhạt rút ra giữa eo kiếm. Công Dã Phong thân thể phát run, nói, Nhâm Phi Phàm, ngươi ngày hôm nay muốn giết Thánh Vân Tôn mà thôi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn là thiên mệnh chi tử, ngươi giết hắn, cướp lấy hắn khí vận chính là, ta còn có việc, cáo từ trước, sau này có cơ hội lại dẫn dạy ngươi cao chiêu. Nói xong, Công Dã Phong xoay người muốn đi, nhưng phát hiện trước mắt rào 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 một hồi vang. Hàng loạt hoàng tuyền nước trào hiện ra, cản lại liền hắn đường đi. Thoáng chốc tới giữa, Công Dã Phong sợ hãi thất sắc, mặt đầy cho tàn. Nhâm Phi Phàm nói, người nói hắn là thiên mệnh chi tử. Công Dã Phong rung giọng nói, ừ. Thánh Vân Tôn thấy này cùng tình cảnh, tự biết không may mắn, ngoắc đuôi xin xỏ cũng là tự rước lấy, lập tức chấn định lại, nói ta chính là thiên mệnh chi tử, hôm nay tang tại hung nghịch tay, là thiên không cho ta không lời có thể nói. Người muốn giết cứ giết. Nhâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng, nói, bằng ngươi cũng xứng gọi thiên mệnh. Thánh Vân Tôn nói, mà Tổ Vô Thiên từng nói qua, ta thân có đại khí vận, chính là thiên mệnh chi tử, có thể cùng ngày lý người bảo vệ, chẳng lẽ còn có giả. Mà Tổ Vô Thiên chẳng muốn mất đi Vô Vô Thiên Thư, lừa gạt ngươi nói ngươi là thiên mệnh chi tử, muốn gọi ngươi đi bảo vệ thiên lý mà thôi, ngươi còn tưởng thật. Quên năm đó ta làm sao diệt ngươi. Nhâm Phi Phàm nghe được Ma Tổ Vô Thiên bốn chữ, gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên danh tự này, đối với hắn mà nói, vậy có đầy đủ phân lượng cùng áp lực. Thánh Vân Tôn mặt liền biến sắc, ở mười mấy chục ngàn năm trước, hắn ở vực ngoại vậy thành lập hành lang thống, nhưng lúc đó, bầu trời đột nhiên dâng lên cửu luân huyết nguyệt, đem hắn đạo thống, hắn hết thảy, toàn bộ xúc diệt, hắn chỉ cho là trời phạt, lại không nghĩ rằng sau lưng ngoài ra có người. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh.
Đao Kiêu Ao Ngánh đã đề cử. Lúc này Nhâm Phi Phàm sau lưng, Cửu Luân Huyết Nguyệt bay lên không, cùng năm đó giống nhau như đúc, hắn đã biết chân tướng, chỉ là khó mà tiếp nhận. Tháng 9 trên không, khí này voi quá mức khoáng đạt bàng bạc, thật là không giống là sức người có thể nắm trong tay, nhưng hết lần này tới lần khác Nhâm Phi Phàm nắm trong tay ở. Thật ra thì Huyết Nguyệt Đồ Sát Thiên Trảm, cũng là cao nhất nguyên thuật, không liệt vào Cửu Thiên Thần Thuật, chỉ là bởi vì niên đại còn chưa đủ, khí vận tích lũy không đủ hùng hậu. Cửu Thiên Thần Thuật, là lần trước cái kỷ nguyên lưu truyền xuống cao nhất nguyên thuật, khí vận tích lũy không biết nhiều ít triệu năm, dĩ nhiên là siêu phàm tuyệt thánh. Nhưng nếu như không nói khí vận, chỉ bàn về lực sát thương nói, Nhâm Phi Phàm thi triển Huyết Nguyệt Đồ Sát Thiên Trảm, sẽ không so Cửu Thiên Thần Thuật kém đi nơi nào. Bất quá Diệp Thần mặc dù trước kia cũng có thể thi triển, nhưng tu vi và cảnh giới đặt ở vậy, cuối cùng kém chút gì. Trọng yếu hơn chính là, Nhâm Phi Phàm võ đạo quá mức kinh khủng. Thậm chí chỉ phải đứng, liền đại biểu võ đạo trình độ cao nhất. Ngươi xưng bậy thiên mệnh, ngày hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thiên mệnh oai. Huyết Nguyệt Đồ Sát Thiên Trảm, giết. Nhâm Phi Phàm quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên một kiếm giết ra. Một đạo huyết nguyệt kiếm mang chảm phá thiên địa thở mạnh thế, hướng phía dưới chém chết đi. Phốc xích, Thánh Vân Tôn bên người, Công Giã Phong thân thể, bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng văng tung tóe, ngã xuống đất mất đi sức sống. Công Giã Phong trên khuôn mặt, định cách kinh ngạc vô tội vẻ mặt. Hắn có thể rất ủy khuất, tuyệt đối không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm tiện tay một kiếm, lại đem hắn giết chết, rõ ràng Nhâm Phi Phàm ở cùng Thánh Vân Tôn vừa nói chuyện. Muốn giết cũng là giết Thánh Vân Tôn, làm sao đột nhiên một kiếm cầm hắn cho làm thịt. Diệp Thần thấy Công Giã Phong chết đi, à đích một tiếng, sau đó yên lặng. Công Giã Phong thẩm phán đạo pháp thành tựu, đã chăn hóa cảnh, hơn nữa ở thần diệt thiên chiếu công tu là nhiều, cũng có chỗ độc đáo, là xứng đáng không thẹn võ học đại tông sư. Nhưng cái này sao một vị đại tông sư, lại có thể xem một con kiến hôi vậy, bị Nhâm Phi Phàm tiện tay xóa bỏ. Thậm chí Nhâm Phi Phàm chém chết Công Giã Phong thời điểm, liền đang mắt cũng không từng nhìn một mắt, ánh mắt như cũ rơi vào Thánh Vân Tôn trên mình. Thánh Vân Tôn mồ hôi lạnh nhễ nhại, một xem một kiếm này, hắn đã biết mình thực lực, cùng Nhâm Phi Phàm chênh lệch quá xa, coi như lần nữa lấy lại Vân Đỉnh Thiên Thư, vậy tuyệt đối không thể chống lại. Giữa hai người chênh lệch, là con kiến hôi cùng Thiên Long vậy tồn tại, hoàn toàn không cách nào đền bù. Ngươi không phải người phàm, ngươi là trời quân. Làm sao sẽ lưu ở vực ngoài? Thánh Vân Tôn cắn răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống. Nhâm Phi Phàm thực lực, đã là siêu phàm nhập thánh, đây là thuộc về thái thượng thế giới, cao nhất thiên quân thực lực. Chân chính thiên quân, lấy Nhâm Phi Phàm thực lực trước mắt, coi như thả vào thái thượng thế giới đi, cũng là nhất lưu tồn tại, nghiền ép tứ phương như vậy, có tư cách cùng sau lưng các nhân vật lớn luận đạo. Này cùng tồn tại, hạ xuống vực ngoài. Đơn giản là hàng duy đả kích, không có người nào có thể tương đương. Thánh Vân Tôn không nghĩ ra, tại sao một cái cao nhất thiên quân cảnh giới siêu cấp cường giả, lại có thể đột phá quy tắc hạn chế, ở vực ngoại sinh tồn. Này nhóm cường giả, chính là kêu huyền đế hai người cùng tiến lên, cũng không thể chiến thắng. Thậm chí lại kêu cân nhắc quyết định đứng đầu, cũng là tuyệt đối không thể tương đương. Muốn chiến thắng cao nhất thiên quân, chỉ có thể là cao nhất thiên quân ra tay. Mà thứ nhân vật như vậy, ở thái thượng thế giới đều là thưa thớt, lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Nhâm Phi Phàm lạnh lùng nói, ta nhân quả, người không tư cách hỏi thăm, chết. Nói xong, Nhâm Phi Phàm chuẩn bị lần nữa một kiếm, giết chết Thánh Vân Tôn. Chậm, Thánh Vân Tôn giơ tay lên, mặt đầy không phục. Nhâm Phi Phàm nói, người còn có lời gì muốn nói. Thánh Vân Tôn cắn răng nói, ta không phục, ngươi là cao nhất thiên quân. Ta còn không có phi thăng, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, cũng không sợ người chê cười. Nhâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng, nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Thánh Vân Tôn nói, có câu nói là, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, thiên lý bất dung, ngươi có ngon mà nói, chúng ta lập một cái vạn năm ước hẹn, ngươi cho ta vạn năm thời gian, chờ ta phi thăng sau tái chiến. Nhâm Phi Phàm cười to. Nói, bằng ngươi cũng xứng cùng ta ước chiến. Diệp Thần, cầm tai nan thiên kiếm cầm đi ra ngoài, cho hắn. Diệp Thần nói, tiền bối. Nhâm Phi Phàm nói, cho hắn.
Diệp Thần nói, rút ra tai nan thiên kiếm, ném tới Thánh Vân Tôn trước mặt. Nhâm Phi Phàm đứng chắp tay, nói, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta đứng không nhúc nhích, cũng không cần bất kỳ công pháp hộ thể, cho ngươi chém lần trước kiếm, ngươi nếu có thể làm bị thương ta một cái chút nào mau, ta liền thả ngươi rời đi, nếu không, ngươi tự sát cũng được. Thánh Vân Tôn nhìn dưới chân tai nan thiên kiếm, một hồi ngạc nhiên, trong đầu nghĩ thiên kiếm phong mang như vậy lợi hại, coi như là cao nhất thiên quân, nếu như chút nào không phòng bị gai lần trước kiếm, coi như không chết, vậy tổng hội bị thương chảy máu, khởi hữu không chút tổn hao nào lý. Nhưng gặp Nhâm Phi Phàm bình tĩnh như vậy hình dáng, hắn cũng không dám động thủ. Nhâm Phi Phàm con người đông lại một cái, nhàn nhạt nói, làm sao, ngươi không dám. Thánh Vân Tôn suy tính chốc lát, vẫn là nói, ngươi cuối cùng là ỷ mạnh hiếp yếu, muốn giết cứ giết, cần gì phải như vậy đùa bỡn tại ta. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, rất tốt, xem ra ngươi còn chưa chịu phục, vậy ta cũng không giết ngươi. Vừa nói thu hồi trường kiếm. Diệp Thần sửng sốt một chút, tiến lên trước một bước nói, tiền bối, cái này. Thánh Vân Tôn nghe được Nhâm Phi Phàm lời này, nhất thời đại hỉ, nói, lời này là thật. Nhâm Phi Phàm nói, tự nhiên coi là thật, bất quá. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về Diệp Thần, nói ta không giết ngươi, chưa nói hắn vậy sẽ bỏ qua cho ngươi. Thánh Vân Tôn mặt liền biến sắc, Diệp Thần đã tấn thăng còn thật cảnh, lại có thiên kiếm nơi tay, hắn tay không, như thế nào là địch thủ. Cuối cùng vẫn là phải bị tru diệt. Diệp Thần tinh thần chấn động, lúc này phi hàng đi xuống, bàn tay cách không một chảo, lấy lại tai nan thiên kiếm. Liền muốn một kiếm giết Thánh Vân Tôn. Nhâm Phi Phàm nói, Diệp Thần, đừng dụng binh khí, miễn được hắn không phục, người tay không cùng hắn so chiêu. Diệp Thần trong lòng rét một cái, đã biết Nhâm Phi Phàm hành động này, là muốn thí nghiệm hắn võ đạo. Được, Nhâm tiền bối, ta biết. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, liền thu hồi tai nan thiên kiếm, tay không liền tay không, hắn tấn thăng còn thật cảnh sau đó, đối với mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin. Thánh Vân Tôn nhất thời đại hỉ, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này lợi hại chỉ là pháp bảo binh khí lợi hại, tu vi nhưng là bình thường không có gì lạ, tay không cùng ta so chiêu, đây không phải là muốn chết sao. Đây là gặp được sức sống, nhất thời tinh thần đại chấn, dọn xong dáng điệu, ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, ngón tay nhập lại làm kiếm, nói, thằng nhóc, tới đi. Hắn tu vi vượt qua Diệp Thần rất nhiều, võ đạo dĩ nhiên là không so tầm thường. Giờ phút này ngón tay nhập lại làm kiếm, trong ngón tay cương phong yêu kiều, lại có cường giả khí thế. Nếu là ở trước kia, Diệp Thần có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng lúc này đột phá đến còn thật cảnh nhất tầng thiên, Diệp Thần võ đạo cũng là lột xác, lại đi xem Thánh Vân Tôn, liền cảm thấy bất quá như vậy, đối phương võ đạo, hoàn toàn không đủ gây sợ hãi. Hừ! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay cuồng chụp ra, một cổ cương mãnh trưởng phong. Chính là hướng Thánh Vân Tôn đánh giết đi. Thánh Vân Tôn nhìn gặp Diệp Thần một trưởng này, ngay tức thì nhìn ra liền ba bốn chỗ sơ hở, nhất thời đại hỉ, quát lên, nhỏ Phạm Thiên kiếm quyết, phá cho ta. Hắn ngón tay nhập lại làm kiếm giết ra, hai ngón tay lướt qua hư không, nổ lên một hồi kiếm khí bén nhọn, nhưng là sử xuất tiểu Phạm Thiên công bên trong chữ kiếm quyết, một kiếm chỉ hướng Diệp Thần trong đó một nơi sơ hở. Tiểu trọng lâu trưởng. Diệp Thần thong thả. Trưởng đến nửa đường, bỗng nhiên linh khí lay động, thi triển ra tiểu trọng lâu võ đạo. Nhưng gặp Diệp Thần sau lưng, có tiểu thiên thế giới, ngàn trượng trọng lâu nguy nga khí tượng hiện lên, trưởng lực ngay tức thì mãnh liệt trăm lần, lập tức nghiền nổ nặng nề hư không. Cái này, đây là... Thánh Vân Tôn thấy một màn này, nhất thời kinh hãi thất sắc. Diệp Thần một trưởng này, đang là lợi hại nhất giả cửu thiên thần thuật, tiểu trọng lâu trưởng. Tiểu trọng lâu trưởng. Vậy thừa kế đại thiên trọng lâu trưởng một chút khí phách, chú trọng cương mạnh ngắc liệt, lực vượt 10.000 pháp. Cái này cùng Phạm Thiên Thần Công, có bản chất khác biệt. Phạm Thiên Thần Công, trong truyền thuyết đại Phạm Thiên cửu trọng chí tôn công, cái gì lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước, biến hóa phức tạp hết sức, làm người ta hoa cả mắt. Thánh Vân Tôn nhỏ Phạm Thiên kiếm quyết, cũng giống như nhau biến hóa cơ xảo. Nhưng Diệp Thần trưởng pháp, lại không có như vậy lòe loẹt. Chính là thật đơn giản một trường, cương mãnh tới cực điểm, bá đạo tới cực điểm. Đây chính là trọng lâu võ đạo chỗ lợi hại, trở lại nguyên trạng, đại lộ chí giản. Thánh Vân Tôn tuy nhìn thấy Diệp Thần trưởng pháp bên trong sơ hở, nhưng Diệp Thần trưởng lực quá mức cương mãnh,
hắn căn bản không dám gần người. Giống như là một cái tay không người bình thường, thấy được mãnh hổ sơ hở, cũng không dám tiến lên động tác. Thánh Vân Tôn mắt gặp Diệp Thần trưởng lực quá mức cương mãnh, không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau, nhưng lui đến Hoàng Tuyền bờ sông Duyên, lui về sau nữa một bước, thì phải rơi vào trong sông. Phá! Diệp Thần tiến lên trước một bước, trưởng thế như rời núi lấp biển cuốn sạch qua đi. Thánh Vân Tôn thần sắc đại biến, không thể tránh né, chỉ có thể vận chuyển toàn thân linh khí, sách vỗ một trường, cùng Diệp Thần đụng nhau. Phịch đích một tiếng, Diệp Thần hung hăng một trường, cùng Thánh Vân Tôn va chạm, sau đó rắc rắc sát một hồi nổ vang, hào hùng trưởng lực bơm vào đi qua, Thánh Vân Tôn xương cánh tay nát hết, ngay sau đó cả người xương cốt, cũng bị chấn bể, phốc xích một tiếng, một ngụm máu tươi, xen lẫn nội tạng phun ra liền đi ra. Ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là dính phụ nữ của ta. Hôm nay liền đưa ngươi lên đường. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, xem đá chết chó vậy, một cước đem Thánh Vân Tôn đạp nhập Hoàng Tuyền trong sông. Thánh Vân Tôn rơi vào Hoàng Tuyền trong sông, ừng ực sặc mấy hớp nước sông, trong cổ họng hàm hàm hồ hồ kêu một tiếng ngụy cô nương, sau đó chìm vào trong sông, hoàn toàn bị Hoàng Tuyền sông chiếm đoạt, không một tiếng động. Được, rất tốt. Nhâm Phi Phàm ở trên trời bên trong, thấy Diệp Thần một trưởng đánh chết Thánh Vân Tôn, cũng là vô cùng bất ngờ, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn vốn là lấy là, Diệp Thần tấn thăng đến còn thật cảnh sau đó, mặc dù võ đạo đột phá, nhưng muốn tay không giết chết Thánh Vân Tôn, ít nhất cũng phải giao thủ mấy trăm hiệp, nơi nào nghĩ đến Diệp Thần đơn giản một trường, lại đem đối phương đánh chết. Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng chấn định tâm thần, thật ra thì mới vừa một trường kia, đã ẩn chứa trọn đời võ đạo tinh hoa, là trở lại nguyên trạng ảo diệu chỗ, tất cả võ đạo nội tình, cũng hóa thành nhất trưởng lực cương mãnh, uy lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Nhâm tiền bối, chê cười. Diệp Thần bình phục hơi thở, hướng Nhâm Phi Phàm chắp tay cười một tiếng. Nhâm Phi Phàm bay rơi xuống, đi tới Diệp Thần bên người, nói, người võ đạo như vậy dũng mãnh tinh tiến, xem ra lần này cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, rất nhiều kỳ vọng. Diệp Thần khẽ cau mày, ngước mắt nhìn trước mắt di tích chi địa, vậy thấp thoáng ở hôi vụ bên trong vô cùng hung thú, vô cùng yêu ma, vô cùng con rối canh phòng, lại để cho hắn có chút ra đầu tê dại. Đã tới di tích chi địa, Diệp Thần trong ngực Long Uyên phủ chiếu, cũng cùng ngàn bên trong ngoài thiên kiếm, có mãnh liệt đồng tình, không ngừng chấn động. Nhưng thấy thiên kiếm vùng lân cận, khắp nơi hung hiểm hình dáng, Diệp Thần lại không có tuyệt đối chắc chắn, có thể cướp được tay. Dẫu sao, đến lúc đó Nhâm Phi Phàm cũng sẽ không ra tay. Dựa hết vào Diệp Thần một người, dĩ nhiên là vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó, trừ di tích chi địa bản thân hung hiểm, còn có đến từ Yên Tịch Kiếm Linh, Huyền Đế hai người ý định giết người, không phải chuyện đùa. Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần ngưng trọng hình dáng, cũng biết chuyến này khó khăn, nói, đoạt kiếm là nguy hiểm điểm, lần này là khổ cực ngươi, nếu quả thật không cách nào cướp lấy, cất giữ tự thân tánh mạng. Thừa dịp còn sớm chạy khỏi, ta cũng không sẽ trách ngươi. Diệp Thần nói, yên tâm, Nhâm tiền bối, ta sẽ đem hết toàn lực. Nhâm Phi Phàm gật gật đầu nói, rất tốt, thiên kiếm cấm chế nửa tháng sau giãn ra, đến lúc đó xem ngươi. Nói xong, Nhâm Phi Phàm liền cùng Diệp Thần cùng nhau, rời đi nơi đây. Vậy di tích chi địa bên trong, rất nhiều yêu ma hung thú, cho đến Nhâm Phi Phàm sau khi rời đi, mới lần nữa khôi phục tiếng thở. Từng cái di tích con rối canh phòng, mới buông xuống trong tay dáng vóc to đao kiếm. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm hồi đi ra bên ngoài, Diệp Thần trong lòng có vô số nghi vấn, nói. Nhâm tiền bối, thiên mệnh chi tử rốt cuộc là ý gì, và thiên lý có quan hệ thế nào? Thiên lý vậy là cái gì? Nhâm Phi Phàm nghe được Diệp Thần nghi vấn, trầm tư một hồi, nói cái gọi là thiên lý, chính là thái thượng thế giới quy tắc một phần chia, nhưng không phải toàn bộ. Thiên mệnh chi tử mà, chỉ là một biệt hiệu thôi, nói là một người tiềm lực rất lớn, thành công vi thiên lý tư cách. Diệp Thần cái hiểu cái không, nói ta xem Nhâm tiền bối sau này thực lực, đủ để nghiền ép thiên lý, cái gì thiên mệnh chi tử, là người ngoài đánh giá thấp ngươi. Nhâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng, nói thừa ngươi chúc lành, nhưng muốn nghiền ép thiên lý, sợ là không quá dễ dàng. Diệp Thần lại hỏi, vậy ma tổ vô thiên là ai? Nhâm Phi Phàm gương mặt đông lại một cái, nói, người này là cựu Nhật Minh Minh Chủ, trên lịch sử cái đầu tiên chấp trưởng vô thiên thư người, cũng là duy nhất một cái, người này thực lực, cùng thiên lý tương đương,
sau này ngươi nếu như gặp, tận lực không muốn cùng là địch, nếu không trêu chọc một cái như vậy cường địch, không phải là chuyện tốt. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, dù gì nói, chấp trưởng Vô Vô Thiên Thư. Hắn tự nhiên biết Vô Vô Thiên Thư lợi hại, đó là bốn lớn cao nhất thiên thư bên trong, đáng sợ nhất tồn tại. Vậy mà Tổ Vô Thiên, nếu từng chấp trưởng Vô Vô Thiên Thư, thực lực có thể tưởng tượng được. Diệp Thần nói, cựu Nhật Minh là cái gì thế lực, và Vạn Khư Thần Điện quan hệ thế nào? Hiện tại Diệp Thần chỉ muốn nhiều một chút biết, liên quan tới Thái Thượng Thế Giới tình báo, là sau này làm chuẩn bị. Nhâm Phi Phàm trầm mặc xuống, khẽ cau mày, tựa hồ đang do dự, có nên nói cho biết hay không Diệp Thần, nhưng nghĩ tới Diệp Thần đã đột phá còn thật cảnh, cũng là thời điểm để cho hắn biết càng nhiều, lập tức cũng sẽ không giấu giếm, nói. Cựu Nhật Minh và Vạn Khư Thần Điện, là địch thủ cũ quan hệ, năm đó địa tâm vực thập đại lão tổ, phi thăng Thái Thượng Thế Giới sau đó, liên thủ diệt trừ cựu Nhật Chi Chủ. Mà cựu Nhật Minh, chính là vì tưởng niệm cựu Nhật Chi Chủ, báo thù rửa hận liên minh, mà Tổ Vô Thiên là cựu Nhật Chi Chủ sư đệ, cũng là cựu Nhật Minh Minh Chủ, người này là thiên hạ đệ nhất đẳng võ si, đối với cái gì hoàng phách hùng đồ, ân oán tranh đấu, không có hứng thú chút nào, trong mắt chỉ có võ đạo tu luyện, chọn đời mục tiêu chính là nhân xâm phá Vô Vô. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Võ đạo đột phá, chú trọng nhân quả, hắn thành lập cựu Nhật Minh, nếu muốn báo thù, ngược lại không phải thật có thủ oán hận chi tâm, chỉ là vì chặt đứt nhân quả thôi, người sau này nếu như gặp phải hắn, ngàn vạn lần không thể dùng Vạn Khư thủ riêng đến gần hắn, tốt nhất là cùng hắn nói luận võ đạo, như vậy có lẽ có thể kết cái thiện duyên. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới ma tổ Vô Thiên sau lưng, còn có này cùng hào hùng nhân quả. Địa tâm vực thập đại lão tổ, phi thăng Thái Thượng Thế Giới sau đó, sáng lập toàn thế lực mới hệ thống, liên thủ xưng bá Thái Thượng. Mà mới thể hệ thành lập, tự nhiên sẽ đánh vào như cũ thế lực. Đã từng Thái Thượng Thế Giới nắm giữ, bị bọn họ chém rớt. Cựu Nhật Chi Chủ tiêu diệt, thập đại lão tổ xưng bá, trong đó Vũ Hoàng Cổ Đế thành lập Vạn Khư Thần Điện, lại là trở thành cường đại nhất bá chủ, ngạo thị bốn phương. Mà cựu Nhật Minh, là đối kháng Vạn Khư. Mưu đồ là cựu Nhật Chi Chủ báo thù thế lực. Diệp Thần nói, nếu cựu Nhật Minh, cũng là vì đối kháng Vạn Khư mà tồn tại ở đây, vậy chúng ta vì sao không hợp tác? Nhâm Phi Phàm ha ha cười một tiếng, nói, hợp tác? Không thể nào, mà Tổ Vô Thiên vì chặt đứt nhân quả, phải là một mình xúc diệt Vạn Khư, không thể nào cùng người ngoài hợp tác, bọn họ không cùng chúng ta là địch, đã coi là tốt. Diệp Thần trong lòng rét một cái, mơ hồ tới giữa. Có loại vô cùng dự cảm xấu, tựa như sau này mình tương lai, sẽ cùng cái này cựu Nhật Minh, ma tổ Vô Thiên Vân. Vân, sinh ra phức tạp ân oán dây dưa. Nhâm Phi Phàm nói, Vạn Khư quá mức mạnh mẽ, nếu như ma tổ Vô Thiên còn có Vô Vô Thiên Thư mà nói, có lẽ có thể tổn thương nặng Vạn Khư, nhưng hôm nay hắn Vô Vô Thiên Thư đã mất đi, đã khả năng không lớn làm bị thương Vạn Khư căn cơ, chúng ta không có ngoại lực có thể mượn, hết thảy đều phải dựa vào mình. Diệp Thần nói, hôm nay Vô Vô Thiên Thư, là thành thiên lý người bảo vệ. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, đúng vậy, năm đó ma tổ Vô Thiên, cùng thiên lý từng có một phần thần bí khế ước nội dung ta cũng không biết, nhưng kết quả là ma tổ Vô Thiên thất bại, hắn cần vi thiên lý cung cấp một vị người bảo vệ, hắn nghĩ tới đào tạo Thánh Vân Tôn, đáng tiếc đối phương không thành kết quả, cuối cùng hắn bị buộc không biết làm sao, chỉ có thể dâng ra Vô Vô Thiên Thư. Diệp Thần nói, tiền bối, hắn đi tìm ngươi sao? Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, nói, đi tìm, nhưng ngươi cảm thấy, ta sẽ cam tâm ăn nhờ ở đậu. Lấy Nhâm Phi Phàm tính cách, tự nhiên không thể nào ở nhờ dưới người, coi như ở nhờ ở trên trời lý dưới, đều không thể dễ dàng tha thứ. Diệp Thần cười một tiếng, tự nhiên cũng là biết được, không nhiều lời nữa. Nhâm Phi Phàm thở dài một cái, nói tốt lắm, không nói cái này. Những thứ này cũng khá là xa xôi, cựu Nhật Minh, ma tổ Vô Thiên, thiên lý, Vạn Khư cùng nhóm thế lực, muốn chờ ngươi chân chính đi đến Thái Thượng Thế Giới, mới sẽ tiếp xúc, dưới mắt ngươi không cần phải để ý đến, hết sức cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm cho giỏi. Diệp Thần nghiêm mặt nói, Nhâm Phi Phàm nói, như vậy, chúng ta trước mỗi người một ngã, ta đi giúp ngươi cầm nước khuấy đục, ngươi trở về chuẩn bị, nửa tháng sau cùng cấm chế giãn ra, lập tức tiến vào di tích đoạt kiếm. Diệp Thần nói, được. Lập tức hai người phân biệt, Nhâm Phi Phàm đi thiên nhân vực các nơi,
gieo rắc Long Uyên Thiên Kiếm sắp xuất thế tin tức, mà Diệp Thần, chính là trở lại huyết tử ngục, là cướp lấy thiên kiếm làm chuẩn bị. Thái thượng thế giới, một nơi mây khói mờ ảo, thủy khí tràn ngập, băng hoàng bay cao trong thung lũng. Bỗng nhiên một tiếng long ngâm, từ thung lũng chỗ sâu truyền tới, vang khắp bầu trời. Trong thung lũng rất nhiều đệ tử, thị nữ, nghe được cái này tiếng rồng ngâm, đều là chấn động ngạc không dứt. Nhưng hôm nay không bên trong, kim quang lững lờ, có hào hùng cự long phóng lên cao, phiên vân ói sương mù, phơi bày ra khoáng đạt thở mạnh voi. Một cái tươi đẹp cô gái, ngồi xếp bằng ở thung lũng chỗ sâu, yên lặng tu luyện. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ không so kinh hãi. Bởi vì người phụ nữ này, chính là Diệp Lạc Nhi. Nàng bị Nhâm Thiên Nữ dẫn tới Thái Thượng Thế Giới, liền bị đâu vào đấy ở nơi này phiến u cốc bên trong tu luyện. Ở Thái Thượng Thế Giới trong khoảng thời gian này, Diệp Lạc Nhi khắc khổ tu luyện, lại mượn Thái Thượng Thế Giới linh khí, còn có Thái Thượng Thiên Nữ chỉ điểm, lúc này Diệp Lạc Nhi, Long Thần Phá Thiên Quyết đã lớn đại đột phá, huyết mạch vậy thăng cấp thức tỉnh đến trình độ cao nhất. Long Thần Phá Thiên Quyết, chính là cửu thiên thần thuật một trong, đại biểu Long Đạo Pháp tướng trung cực. Diệp Lạc Nhi có thể tu luyện viên mãn, giờ phút này nàng thực lực, đã không thể dùng lời nói hình dạng, không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Lạc Nhi, rất tốt, chúc mừng ngươi tu vi viên mãn đột phá. Một đạo thanh nhã lạnh nhạt thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo phong tư xuất trần tuyệt thế bóng người, hạ xuống ở Diệp Lạc Nhi bên người, chính là Thái Thượng Thiên Nữ. Tiểu nữ Diệp Lạc Nhi, gặp qua công chúa đại nhân. Diệp Lạc Nhi hoảng vội vàng đứng dậy thi lễ. Thái Thượng Thiên Nữ là Nhâm gia thánh nữ, đồng thời là Vạn Khư Thần Điện cao tầng khách khanh trưởng lão, thống quản một tòa tiên triều đế quốc, cho nên tôn xưng công chúa. Vậy tiên triều đế quốc, đã từng là cựu Nhật chi chủ Long Hưng chi địa, sau đó bị Vũ Hoàng Cổ Đế cướp lấy. Vũ Hoàng Cổ Đế đem chỗ tòa này cựu Nhật đế quốc, ban cho Thái Thượng Thiên Nữ thành tựu đất phong, là coi trọng lôi kéo ý. Truyền thuyết Diệt Long thần tộc nắm giữ Long chiến giã, đã từng Vạn Tương Thiên Thư người chấp trưởng. Chính là vậy cựu Nhật đế quốc đại tướng quân. Lúc này Diệp Lạc Nhi, đang cái này cựu Nhật trong đế quốc một chỗ bí ẩn trong thung lũng tu hành. Nơi này là Thái Thượng Thiên Nữ tuyệt đối địa bàn, trừ Vũ Hoàng Cổ Đế, không người có tư cách bước vào. Thái Thượng Thiên Nữ cười nói, người huyết mạch siêu tuyệt, không nghĩ tới lại nhanh như vậy luyện thành Long Thần Phá Thiên Quyết. Diệp Lạc Nhi nói, cũng là công chúa đại nhân chỉ điểm. Thái Thượng Thiên Nữ gật đầu một cái. Nói, ngươi mới vừa tu luyện viên mãn, căn cơ chưa vững chắc, sau này chờ ngươi căn cơ trầm ổn, ta muốn gọi ngươi giúp ta giết một người. Diệp Lạc Nhi trong lòng chấn động một cái, nói, giết ai? Trong lòng chỉ sợ Thái Thượng Thiên Nữ muốn mượn tay nàng, đối phó Diệp Thần. Dẫu sao, Thái Thượng Thiên Nữ và Diệp Thần, cũng không phải là bằng hữu, mà là kẻ địch. Thái Thượng Thiên Nữ chậm rãi khạc ra một cái tên, nói, Ma Tổ Vô Thiên. Diệp Lạc Nhi nghe được không phải Diệp Thần, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói cái này Ma Tổ Vô Thiên là ai, nghe tên chữ rất là bá đạo. Thái Thượng Thiên Nữ nói, là một nhân vật lớn, người muốn giết hắn, hơn phân nửa mình cũng sẽ chết. Diệp Lạc Nhi trong lòng đại chấn, đã biết Thái Thượng Thiên Nữ ý. Thái Thượng Thiên Nữ bất chấp thiên đại nguy hiểm, từ thiên nhân vực đem nàng mang đi, trở lại Thái Thượng Thế Giới, lại hao phí vô số tài nguyên, tự mình chỉ điểm. Muốn đến chính là muốn cầm nàng làm con cờ, đi đối phó cái gì đó Ma Tổ Vô Thiên. Mặc dù xem Thái Thượng Thiên Nữ thứ nhân vật như vậy, đã không cách nào dùng đạo đức tốt xấu xa tới phán xét, nhưng nghĩ tới mình bị lợi dụng, trở thành một con cờ, Diệp Lạc Nhi trong lòng rất không phải mùi vị. Thái Thượng Thiên Nữ nhưng là đường đường tránh tránh, nói, ngươi có thể không đi, ta vượt quá ngươi một con cờ, ta cho tới bây giờ không uy hiếp cưỡng bách người bất kỳ, ngươi không muốn đi, ta có thể thả ngươi rời đi. Nhưng ngươi cuối cùng nhận ta ân huệ, sau này không thể cùng ta là địch, coi như ta cùng luân hồi chi chủ giết được long trời lở đất, ngươi cũng không thể hướng ta động thủ, đây là ta ranh giới cuối cùng. Diệp Lạc Nhi nghe được Thái Thượng Thiên Nữ lời nói này, nhưng là hoàn toàn rung động, tựa như thấy một vòng trong sáng trăng sáng, ở thế giới hắc ám bên trong dâng lên. Thái Thượng Thiên Nữ trong mắt bình thản mà trong trẻo lạnh lùng, như lưu ly nước sạch vậy trong veo, đích xác là không tồn tại bất kỳ âm mưu kế hoạch. Nàng là đường đường tránh tránh nói cho Diệp Lạc Nhi, kêu nàng đi chịu chết. Diệp Lạc Nhi có chịu hay không, đó là nàng lựa chọn của mình. Diệp Lạc Nhi cắn răng, nghĩ đến nếu như không phải là Thái Thượng Thiên Nữ mà nói,
mình rất có thể hủy ở Vũ Văn cơ hội trong tay. Nếu là không có Thái Thượng Thiên Nữ chiếu cố đào tạo, nàng cũng không khả năng đem Long Thần Phá Thiên Quyết tu luyện tới viên mãn. Suy nghĩ luôn mãi, Diệp Lạc Nhi vành mắt ửng đỏ, nói: "Công chúa đại nhân, người đối với ta ân trọng như núi, ta nguyện ý báo đáp ngươi, đi giết cái gì đó ma tổ vô thiên, nhưng ta muốn vân, vân." Thái Thượng Thiên Nữ gương mặt không thay đổi, nói: "Ngươi muốn chờ cái gì?" Diệp Lạc Nhi nói: "Ta muốn cùng Diệp đại ca phi thăng, ta thấy hắn một mặt, nho nhỏ đoàn tụ sau đó, lại đi vì ngươi làm việc." Thái Thượng Thiên Nữ nói: "Ngươi muốn ở trước khi chết, gặp Diệp thần một mặt sao?" "Vậy cũng có thể, thằng nhóc kia khí vận thâm hậu, muốn đến phi thăng ngày không xa vậy, đoạn thời gian này ngươi cho giỏi dễ nuôi thân, trước vững chắc căn cơ nói sau, ta con cờ tuy nhiều, nhưng có thể chân tránh có nắm chắc giết chết ma tổ vô thiên, chỉ có ngươi một người." "Đi giết ma tổ vô thiên, đây là nhiệm vụ phải chết, không có bất kỳ sống sót có thể." Diệp Lạc Nhi đã biết mình vận mệnh, vậy quyết ý đã chết báo đáp Thái Thượng Thiên Nữ, bây giờ nghe Thái Thượng Thiên Nữ đáp ứng, để cho nàng đang thi hành nhiệm vụ trước, gặp Diệp thần một mặt, nhất thời rất trấn an, quỳ xuống nói: "Đa tạ công chúa." Thái Thượng Thiên Nữ nhẹ khẽ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Diệp Lạc Nhi nhìn nàng đi xa hình bóng, nhưng là suy nghĩ muôn vàn. Nàng không muốn chết. Nàng muốn chờ đợi Diệp thần đi tới Thái Thượng Thế Giới, và hắn gặp nhau. Nàng tồn tại, bản không có ý nghĩa, chính là bởi vì Diệp thần, nàng đời người phong phú nhiều màu sắc. Nàng muốn cả đời trông nom vậy trong miệng Diệp đại ca. Nhưng hôm nay xem ra, khao khát cả đời, sợ rằng chỉ có một mặt. Cái này một mặt, là liều chết bắt đầu. Nàng muốn ngày này mau chút đến, cũng muốn ngày này chậm một chút đến. Bên kia, Thân Đồ Thế Gia. Lại nói Thân Đồ Uyển Nhi, tuy lại nữa bị mẫu thân nhốt ở cấm địa, nhưng như cũng bị giam lỏng trước. Nàng ngày nhớ đêm mong, đầu óc bên trong từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan, đều là Diệp thần bóng người. Ngày đêm trằn trọc trở mình, nàng đều không nguyện tin tưởng Diệp thần đã chết, muốn tự mình đi thiên nhân vực tìm tòi kết quả. Nhưng, chung quanh canh phòng trùng trùng, Thân Đồ Uyển Nhi lại không có bất kỳ cơ hội sẽ rời đi. Thân Đồ Thiên Âm biết con gái tâm tư, nhiều lần cảnh cáo nàng, cũng khuyên nói nàng không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng Thân Đồ Uyển Nhi nhưng thủy chung là tâm loạn như ma. Vô luận như thế nào, ta cũng phải đi tìm tòi kết quả. Thân Đồ Uyển Nhi cắn răng, thủy chung là không bỏ được Diệp thần, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nàng gian phòng nhìn ra ngoài, có thể thấy Thân Đồ Thế Gia phía sau núi đỉnh núi, cắm võ uy thiên kiếm. Trong chục ngàn năm, Thân Đồ Gia cho tới bây giờ không có bất kỳ người có thể rút ra võ uy thiên kiếm. Truyền thuyết bên trong, có thể rút ra võ uy thiên kiếm người, sẽ mang lãnh Thân Đồ Gia nghịch thiên cải mệnh, xưng bá thái thượng. Thân Đồ Uyển Nhi như có điều suy nghĩ, trong lòng có một cái to gan ý niệm, tim đập bịch bịch, lúc này đi ra cửa đi. Ngoài cửa, có hai cái thị vệ canh giữ trước, đều là Thân Đồ Gia cường giả đứng đầu. Thị vệ thấy Thân Đồ Uyển Nhi đi ra, một người tiến lên phía trước nói: "Tiểu thư, người muốn đi nơi nào?" Thân Đồ Uyển Nhi nói: "Trần Hộ Pháp, ta muốn đi đỉnh núi tán giải sầu." Hai cái thị vệ nhìn nhau, vậy Trần Hộ Pháp nói: "Tiểu thư muốn giải sầu sao? Vậy thuộc hạ bầu bạn ngươi." Thân Đồ Uyển Nhi bị giam lỏng, vô luận đi nơi nào, đều có thị vệ đi theo, không cách nào thoát khỏi. Thân Đồ Uyển Nhi gật đầu một cái, nói: "Được, phiền toái ngươi." Lập tức Thân Đồ Uyển Nhi liền hướng đỉnh núi đi tới, vậy Trần Hộ Pháp đi theo ở phía sau. Thân Đồ Uyển Nhi bị giam lỏng hồi lâu, ngày đêm suy nghĩ, hình dáng đã là khá là tiểu tụy, đi bộ gầy yếu hình dáng, eo lộ vẻ được vô cùng mềm nhẹ, tựa như gió thổi một cái liền sẽ đổ. Vậy Trần Hộ Pháp thấy Thân Đồ Uyển Nhi như vậy tiểu tụy hình dáng, trong bụng không đành lòng, nghĩ ngợi, không biết vậy luân hồi chi chủ có gì tốt, lại để cho tiểu thư như vậy nhớ không quên. Hai người một đường lên núi, trên đường núi có rất nhiều thị vệ trấn thủ, thấy Thân Đồ Uyển Nhi sau đó, đều rối rít hỏi thăm sức khỏe. Dần dần đến gần đỉnh núi, thị vệ càng ngày càng thiếu, đến cuối cùng lại cũng không có người. Bởi vì Thân Đồ gia truyền thừa chí bảo, võ uy thiên kiếm, liền cắm ở đứng trên đỉnh núi, kiếm này tu được thời khắc giữ tinh khiết, nếu như có người quấy nhiễu, ngược lại đục ngầu liền linh khí. Thân Đồ Uyển Nhi đi tới đỉnh núi, không giấu vết liếc mắt một cái võ uy thiên kiếm,
sau đó ánh mắt thiếu nhìn phương xa, suy nghĩ xuất thần. Vậy võ uy thiên kiếm một nửa thân kiếm, đều cắm ở đất bùn bên trong, lộ ra ngoài một nửa, quanh quẩn một tầng kim quang nhàn nhạt, ẩn nhiên có võ đạo hơi thở nhấp nhô. Ở tám đại thiên kiếm bên trong, võ uy thiên kiếm khá là đặc thù, có thể tăng thêm người võ đạo, một khi chấp trưởng kiếm này, võ đạo đột nhiên tăng mạnh, đối với tu vi rất có ích lợi. Chỉ là mấy chục ngàn năm qua, cho tới bây giờ không có ai có thể rút ra võ uy thiên kiếm. Mà thân Đỗ Uyển Nhi, từ nhỏ bị gia tộc làm cầm kiếm người đào tạo, nàng là thân Đỗ gia tương lai hy vọng, tương lai rút ra võ uy thiên kiếm, vẫn là cần dựa vào nàng. Vậy Trần Hộ Pháp biết thân Đỗ Uyển Nhi khốn khổ vì tình, trì hoãn tiếp nữa, sợ rằng phải mất đi cầm kiếm người tư cách, lập tức ngưng tiếng nói, tiểu thư, luân hồi chi chủ đã chết, người không nên quá qua thương tâm, đi qua đều đi qua. Thân Đỗ Uyển Nhi nhẹ khẽ gật đầu, nói ta biết. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Vậy Trần Hộ Pháp nói, gần đây bên ngoài rất không quá bình, tiểu thư ngươi vậy không muốn đi ra, miễn được xảy ra điều gì bất ngờ, vậy chúng ta những thứ này làm người ở, sợ là 10 cái đầu cũng không thường nổi. Thân Đỗ Uyển Nhi nói, có cái gì không thái bình? Mà Tổ Vô Thiên còn không chịu hết hy vọng sao? Trần Hộ Pháp nói, đúng vậy. Vậy mà Tổ Vô Thiên muốn mượn đi võ uy thiên kiếm, nhưng kiếm này là chúng ta thân Đồ gia truyền đời chi bảo, há có thể cho mượn người ngoài. Thân Đỗ Uyển Nhi cười một tiếng, nói coi như cho hắn mượn, hắn vậy không rút ra được. Trần Hộ Pháp nói, đây là tự nhiên, võ uy thiên kiếm cầm kiếm người, chỉ có tiểu thư có tư cách đảm nhận, chỉ là ma Tổ Vô Thiên không chịu hết hy vọng, nhớ không quên cũng muốn cướp lấy chúng ta thân Đồ gia thiên kiếm, dùng để đối kháng Vạn Khư lão tổ. Gần đây cựu Nhật Minh người ở bên ngoài hoạt động, tựa hồ có cưỡng ép cướp được ý, tiểu thư ngươi ngàn vạn muốn chú ý, không thể đơn độc đi ra ngoài, bị cựu Nhật Minh tìm được cơ hội. Thân Đỗ Uyển Nhi chăn thủ nhẹ một chút, nói ta biết, đi xuống núi đi. Trần Hộ Pháp nói, xoay người xuống núi. Thân Đỗ Uyển Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, vậy đi xuống núi, nhưng làm nàng đi tới võ uy thiên kiếm cạnh, mắt đẹp bỗng nhiên tinh mang lóe lên, hiện ra một chút vẻ ác liệt. Hông hơi cong, vậy mảnh khảnh bàn tay, lại đột nhiên bắt được võ uy thiên kiếm chuôi kiếm, hít sâu một hơi, quát mắng, võ uy thiên kiếm, nghe ta hiệu lệnh, lên. Giờ khắc này, thân Đỗ Uyển Nhi toàn bộ tâm tư, chỉ có rút kiếm. Nàng trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là rút ra võ uy thiên kiếm, nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi tất cả trói buộc, hoàn toàn nắm trong tay mình vận mệnh, đi thiên nhân vực tìm Diệp Thần. Kiếm linh à, nghe theo ta triệu hoán. Rất nhiều ta sát phạt mũi nhọn, ta nguyện hiến ra tất cả. Thân Đỗ Uyển Nhi nội tâm khấn cầu, trong mắt càng phát ra ác liệt, chân thành sở trí, kiên định. Rắc rắc sát. Vậy võ uy thiên kiếm, tựa hồ nghe được nàng triệu hoán, nhất thời bùng nổ vạn trượng kim quang, hào hùng võ đạo khí tượng đang gầm thét, bén kiếm khí giết lên trời, làm được bầu trời chấn động, từng tầng một không gian nổ tung, đầy trời thụy hà nhô lên, tử điện lao nhanh, sấm sét vạn giảm. Có viễn cổ thần ma đang ngâm sướng, long trời lở đất. Thân Đỗ Uyển Nhi bàn tay trắng noãn, gân xanh hơi lộ ra, dùng sức rút ra một cái, rốt cục thì đem võ uy thiên kiếm rút ra, chặt nắm chặt trong tay. Thừa tái võ uy thiên kiếm núi cao, vào giờ khắc này sụp đổ nghiền, cuồn cuộn loạn thạch bay lượn, mặt đất văng tung tóe. Cái gì? Vậy Trần Hộ Pháp cả kinh thất sắc, nhưng giác một cổ kinh khủng kiếm khí tấn công tới, vội vàng đi về sau bay ngược. Mà trấn thủ ở trên núi hộ vệ, vậy rối rít bay ngược, kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh. Cả ngọn núi cũng sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn tới giữa, thân Đỗ Uyển Nhi thân thể mềm mại trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, tay cầm võ uy thiên kiếm, võ đạo hơi thở nổ tung, đạt được kiếm linh bồi bổ, tu vi không ngừng tăng vào đột phá, tóc xanh cuốn lên, quần áo phiêu dơ, lay động như tiên tử, tất cả tiêu tụy vẻ toàn bộ rút đi, trong mắt trong suốt mà ác liệt, đổi được sát phạt dọn ra. Tiểu thư rút ra võ uy thiên kiếm. Võ uy thiên kiếm bị rút ra. Mau bẩm báo phu nhân. Bọn hộ vệ la thất thanh, võ uy thiên kiếm bị rút ra, thân Đỗ Uyển Nhi thành cầm kiếm người. Cái này vốn là một kiện động trời chuyện vui, nhưng bọn họ mơ hồ tới giữa, trong lòng có vô cùng dự cảm bất tường, người người kinh hoàng không trạng. Thái thượng thế giới bên trong, theo võ uy thiên kiếm bị rút ra, rất nhiều khu vực cũng là dị tượng chấn động, vô cùng thụy khí phân bố chư thiên. Tử điện sấm sét càn quét ngàn vạn dặm, từng tầng một thời không đều tràn đầy võ uy thiên kiếm sát phạt hơi thở,
làm người ta rung động. Vô số cường giả, còn có núp ở sau lưng các nhân vật lớn, vào giờ khắc này chấn động, lại một cầm thiên kiếm ra đời, sợ là thời tiết muốn thay đổi, ván cờ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, cũng không ai có thể nắm trong tay tương lai. Thân đồ ra bên trong, thân đồ Uyển Nhi chấp trưởng võ uy thiên kiếm, chỉ cảm thấy tự thân tu vi bạo tăng, nhất thời có loại như mộng như ảo cảm giác. Sau đó, nàng tỉnh táo lại, đầu óc bên trong lại hiện ra Diệp Thần bóng người. Vận mệnh ta, ta làm chủ, cũng không ai có thể điều khiển ta. Thân đồ Uyển Nhi hít sâu một hơi, liền nâng kiếm hướng bên ngoài bay đi. Tiểu thư phải đi, mau ngăn lại nàng. Ra nhiều hộ vệ kinh hãi, vội vàng kết thành trận thế, xông lên lên trời, vây quanh vòng tròn thân đồ Uyển Nhi, muốn ngăn đoạn nàng đường đi. Đừng nghĩ cản ta, cũng cho ta lui ra. Thân đồ Uyển Nhi kiều sất một tiếng, võ uy thiên kiếm vung lên, một đạo không cách nào hình dung cường hãn kiếm quang, giống như sóng gió kinh hoàng vậy chém chết ra. Chung quanh bọn hộ vệ, nhất thời hoảng hốt, lại không thể ngăn cản, từng cái bị võ uy thiên kiếm chém xuống đi, bị trọng thương. Mà bọn họ cũng chỉ là bị thương, cũng chưa chết. Thân đồ Uyển Nhi thành cầm kiếm người, võ đạo tu vi lớn đại đột phá, ra tay tới giữa đúng mực cầm nặn hay đỉnh núi chút nào, chỉ tổn thương người mà không giết người, kiếm khí uy lực vừa đúng lúc, đã có đại tông sư phong độ. Võ uy thiên kiếm tích lũy không biết nhiều ít vạn năm linh khí, võ đạo, khí vận, toàn bộ bơm vào đến trên người nàng, nàng dĩ nhiên là kinh thiên lột xác. Bọn thị vệ không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể nhìn thân đồ Uyển Nhi đi xa. Dù là bọn họ có ngăn cản tư cách, cũng không dám đối với tiểu thư ra tay. Uyển Nhi, người muốn đi nơi nào? Ngay tại lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, nhưng gặp thân đồ thiên âm mang vạn trượng minh mông ánh sáng rực rỡ, từ trên trời hạ xuống. Thân đồ thiên âm thấy con gái rốt cuộc rút ra võ uy thiên kiếm, trong lòng lại là trấn an, lại là kích động, nhưng thấy con gái nhớ không quên. Từ đầu đến cuối đam tại tình nghiệt, trong lòng lại là tức giận. Nương thân, ta đi một chuyến thiên nhân vực, rất nhanh liền trở về. Thân đồ Uyển Nhi cắn răng, cầm kiếm đi bên ngoài bay đi. Không cho phép đi, đứng lại cho ta. Thân đồ thiên âm giận dữ, bàn tay vung lên, một cổ mây khói sương mù bạo dũng ra, trên trời thỏng xuống một tầng cấm chế. Tầng này cấm chế, thuần túy là mây khói hội tụ, như mộng như ảo, chắn thân đồ Uyển Nhi trước mặt. Thân đồ Uyển Nhi chỉ cảm thấy tầng này cấm chế, tựa như thật như ảo, mang theo mộng ảo hơi thở, nguyên lai là tiểu phạm thiên công bên trong mộng tự quyết. Đại phạm thiên cửu trọng chí tôn công là vạn khư độc môn bí thuật, nhưng tiểu phạm thiên công cũng không phải bí mật gì, rất nhiều nhân vật lớn đều có tu luyện. Tiểu phạm thiên công có đao kiếm như mộng biến hóa, thân đồ thiên âm ở mộng tự quyết thành tựu trên, rất có chỗ độc đáo, giờ phút này bày ảo mộng cấm chế, liền muốn ngăn lại con gái đường đi. Nàng biết võ uy thiên kiếm mũi nhọn quá mức lợi hại, tầm thường cấm chế không đỡ được, chỉ có mộng hư ảo, mới khá ngăn trở. Thân đồ Uyển Nhi thấy trước mắt cấm chế, lại không có dừng bước, quát lên, phá cho ta. Một kiếm vung ra, suy đích một tiếng, lại rất miễn cưỡng phá vỡ mộng cấm chế. Nhưng, thân đồ thiên âm bày ra mộng, há là trò đùa, nàng cưỡng ép phá vỡ, lập tức được cắn trả, ác mộng thêm thân, tinh thần biến dạng, đầu đau nhức. Rào rào một tí khạc ra máu tươi, gương mặt thảm trắng, đã được nghiêm trọng cắn trả. Thật may, tuy bị cắn trả, nàng cuối cùng là phá đánh ra, lắc người một cái, lập tức biến dạng hư không, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Uyển Nhi, thân đồ thiên âm kinh hãi đan sen, không nghĩ tới con gái như thế cương liệt, liều mạng cắn trả đều phải vỡ ra nàng cấm chế. Lần này có thể nguy hiểm, bên ngoài ma tổ vô thiên mắt lom lom, thân đồ Uyển Nhi bị thương. Vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, người chết kiếm mất, vậy thì thật là ngày nay muốn sụp. Mau truy đuổi, mau bảo vệ tiểu thư. Thân đồ thiên âm trong lòng khủng hoảng tức giận, lớn tiếng quát làm. Thân đồ ra bên trong, rất nhiều cường giả, thậm chí là ẩn núp trưởng lão, đều rối rít điều động, phụ cầu đoạt về thân đồ Uyển Nhi, bảo đảm nàng an toàn. Phải biết, võ uy thiên kiếm có thể ở thân đồ Uyển Nhi trên tay, nếu như có cái gì không may. Vậy thân đồ ra đạo thống, đem hoàn toàn băng diệt. Võ uy thiên kiếm xuất thế, vậy hào hùng khí tượng, thậm chí truyền đến hắc ám biển cấm. Hắc ám biển cấm bên trong, một phiến thần bí thiên đường bên trong. Rất nhiều cổ xưa cung điện, nguy nga kiến trúc, tầng tầng trưng bày, hiện ra phong cách cổ xưa khoáng đạt khí thế.
Nơi này, chính là cựu Nhật Minh lãnh địa, trong truyền thuyết cựu Nhật chi chủ sư đệ, đã từng vô vô thiên thư người chấp trưởng ma tổ vô thiên, chính là cư ngụ ở nơi này. À, võ uy thiên kiếm xuất thế sao? Thiên đường đại điện chỗ sâu, một cái gương mặt yên lặng lạnh lùng, ngũ quan như đao búa phòng tai tạc vậy trong sáng, mái tóc dài bù xù nam tử, ngồi ngay ngắn ở màu đen đài sen trên, vậy cảm nhận được liền ngoại giới thay đổi, ánh mắt hơi đông lại một cái. Người này chính là ma tổ vô thiên, hình dáng nhìn đi lên ước chừng 50 tuổi tuổi tác, dưới người màu đen đài sen vùng lân cận, có tầng tầng bộ xương trắng chất đống, huyết khí tràn ngập, để cho được hắn hơi thở, nhìn như cũng là rất là quỷ dị đáng sợ. Bấm ngón tay hơi đẩy một cái coi là, ma tổ vô thiên bắt được một cái kinh người sự thật, vậy võ uy thiên kiếm hơi thở, đang hướng hắc ám biển cấm tấn công tới. Chẳng lẽ thân đồ ra cô gái kia, lại muốn mang võ uy thiên kiếm, đi thiên nhân vực tìm tình nhân của nàng sao? Ma tổ vô thiên kinh nghi bất định, trong chốc lát suy đoán không ra sau lưng nhân quả. Võ uy thiên kiếm sự quan trọng đại, hắn nhiều lần hướng thân đồ ra mượn kiếm, cũng không có kết quả, thân đồ ra làm sao có thể để cho kiếm này thất lạc bên ngoài. Báo. Ngay tại hắn kinh nghi để gặp, một cái hộ pháp đi vào bẩm báo. Vậy hộ pháp đỉnh đầu sinh một viên bướu thịt, sau lưng có màu vàng kim cánh, cả người lông vũ một phiến phiến, cũng không phải nhân tộc, mà là kim bằng hóa thân. Karora, chuyện gì? Ma tổ vô thiên nhàn nhạt hỏi. Karora, là Phật gia trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng chim, cũng là giữa thiên hạ còn sót cựu Nhật tinh thú một trong. Cái gọi là cựu Nhật tinh thú, chính là cuộc sống ở lần trước cái thời đại, lấy nuốt tinh không năng lượng mà sống hung thú. Thập đại lão tổ phi thăng thái thượng, tiêu diệt cựu Nhật chi chủ, thế lực mới cũ đại chiến, đưa đến tinh không sụp đổ, rất nhiều tinh không thú gặp thảm liên lụy mất mất. Ma tổ vô thiên thành lập cựu Nhật Minh, cuối cùng chỉ cứu về liền 16 đầu tinh thú, đầu này Karora chính là một. Nói cách khác, thế gian tinh thú, chỉ còn lại 16 đầu, mỗi một đầu đều là vô cùng chân quý, nếu như chết đi, vậy tinh thú huyết mạch thì phải hoàn toàn đoạn tuyệt. Chư thiên vạn giới tất cả kim bằng chim lớn, huyết mạch ngọn nguồn chính là Karora nhất tộc. Vậy Karora hộ pháp nói, lão tổ, Vũ Hoàng thế gia hậu duệ tới đầu dựa vào, thánh nữ Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói muốn gia nhập cựu Nhật Minh. Nghe vậy, ma tổ vô thiên mặt không đổi sắc, tựa hồ hết thảy hết sức đang nắm trong tay bên trong, nói, phải không? Cô bé kia rốt cuộc chịu đầu dựa vào ta sao? Kêu nàng đi vào. Karora hộ pháp nói, xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn liền một cái ăn mặc thủy lam kỳ bào, eo nhẵn nhụi, hai vú nhưng vô cùng là đầy đặn, vóc người sôi động thiếu nữ đi vào, chính là Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Vãn bối Vũ Hoàng Nhã Phỉ, bái kiến ma tổ vô thiên tiền bối, chúc vô thiên tiền bối sớm ngày trọng trấn cựu Nhật huy hoàng, nhân xâm phá vô vô, thiên thu vạn đại, vĩnh hưởng thiên phúc. Vũ Hoàng Nhã Phỉ quỳ xuống, hướng ma tổ vô thiên tham bái. Ma tổ vô thiên khẽ mỉm cười. Nói, Nhã Phỉ tiểu thư không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Vũ Hoàng Nhã Phỉ đứng dậy, nói, vãn bối ngưỡng mộ vô thiên tiền bối uy danh, đặc biệt tới đầu dựa vào, mời vô thiên tiền bối thu nhận. Ma tổ vô thiên cười nói, ngươi là Vũ Hoàng hậu duệ, mà ta và Vũ Hoàng cổ đế có khắc cốt đại thù, ngươi muốn cầu ta thu nhận ngươi, chỉ sợ không ổn. Vũ Hoàng Nhã Phỉ đã sớm nghĩ xong giải thích, nói, ngươi ta tới giữa, là có khắc cốt đại thù. Nhưng dưới mắt đều có một cái địch nhân chung, đó chính là luân hồi chi chủ. Vãn bối có thể trợ giúp tiền bối, diệt giết luân hồi chi chủ. Nàng cũng không có nói láo che giấu, bởi vì ở ma tổ vô thiên loại cảnh giới này nhân vật lớn trước mặt, bất kỳ lời nói dối đều phải bị phơi bày, căn bản không sẽ có tác dụng. Cho nên, Vũ Hoàng Nhã Phỉ trực tiếp thẳng thắn, nàng Vũ Hoàng thế gia, cùng ma tổ vô thiên tới giữa, đích xác là có khắc cốt đại thù. Nhưng dưới mắt cũng không có đến quyết liệt thời điểm, thậm chí là tồn tại khả năng hợp tác, có thể cùng nhau đối phó luân hồi chi chủ. Ma tổ vô thiên ga một tiếng, nói, đối phó luân hồi chi chủ sao? Ta cùng hắn không thù không oán, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải đối phó hắn. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, luân hồi chi chủ dã tâm ngút trời, hắn nếu là phi thăng thái thượng, đúng là thái thượng ngày tận thế, tất cả mọi người đều phải bị luân hồi phép tắc nô dịch. Tiền bối cũng khó mà may mắn tránh khỏi, tình hình bây giờ, chỉ có thừa dịp luân hồi chi chủ nhỏ yếu, đem hắn chu diệt, mới khá giải quyết hậu hoạn. Ma tổ vô thiên bấm ngón tay tính toán, cười nói, người muốn mượn tay ta, giết chết luân hồi chi chủ,
thay biểu ca ngươi trả thù mà thôi, ngược lại cũng không cần nói được như thế đường đường chính chính, bất quá dưới mắt ngươi muốn đầu dựa vào ta, ta cũng đích xác cần ngươi lực lượng, ta mượn ngươi một đóa vạn năm hoa bỉ ngạn, những chuyện khác đều dễ thương lượng. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nghe nói như vậy, trong lòng chấn động một cái. Nàng Vũ Hoàng ra bờ bên kia thần thụ, sinh trưởng rất nhiều hoa bỉ ngạn, nhưng một đóa hoa bỉ ngạn, bình thường trong trăm năm, liền muốn héo tàn, có thể vừa được ngàn năm, đã thuộc thưa thớt, vạn năm hỏa hầu hoa bỉ ngạn, lại là vô cùng hiếm thấy. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Một đóa vạn năm hoa bỉ ngạn, mang theo vô cùng đại khí vận, thậm chí hàm chứa Vũ Hoàng thế gia võ đạo bí ẩn, đúng bụi cây bờ bên kia thần thụ, vạn năm hỏa hầu hoa bỉ ngạn. Sẽ không vượt qua năm đóa. Hiện tại mà tổ vô thiên vừa mở miệng, thì phải mượn đi một đóa, đây là đòi hỏi quá đáng, trước không hữu hiệu đồ như thế nào, đóa hoa này nếu là cho mượn đi, bờ bên kia thần thụ nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề. Vũ Hoàng Nhã Phỉ cắn răng, ngực phập phồng không chừng, trầm tư một hồi, cuối cùng là sử dụng một đóa hoa tươi, nói, đây cũng là vạn niên đại hoa bỉ ngạn, mời tiền bối nhận lấy. Vậy hoa tươi chừng hoa sen vậy lớn nhỏ. Phơi bầy nham thạch nóng chảy vậy đỏ thẫm màu sắc, hoa mùi thơm khắp nơi, linh quang dòng nước chảy, trong phảng phất huyễn hóa ra Phật môn bờ bên kia, vô cùng vui thiên đường khí tượng, hoa nở bờ bên kia trời, vô cùng là khoáng đạt thần thánh. Ma tổ vô thiên khẽ mỉm cười, nhận lấy hoa bỉ ngạn, nói, đa tạ Nhã Phỉ tiểu thư đưa tặng, ngươi lại lui ra, ta phái người vì ngươi tắm một cái phong trần, còn như thu nhận chuyện, ngày mai bàn lại. Vũ Hoàng Nhã Phỉ người ở Ly Hạ. Không thể làm gì, chỉ có thể cúi đầu nói, ưng. Nàng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng đối mặt như vậy tồn tại, chỉ có thể xoay người lui ra ngoài. Vậy Karura hộ pháp chờ đợi Vũ Hoàng Nhã Phỉ rời đi, nói, lão tổ, thật muốn thu nhận Vũ Hoàng nhà sao? Ma tổ vô thiên nói, chuyện này cho sau bàn lại, Karura, ngươi lập tức đi ra ngoài, chặn đánh thân đồ Uyển Nhi, cướp đoạt võ uy thiên kiếm. Karura hộ pháp kinh hãi. Nói thân đồ Uyển Nhi không phải ở nhà nàng sao? Ma tổ vô thiên nói, ta suy diễn thiên cơ, phát hiện nàng đã rút ra võ uy thiên kiếm, chuẩn bị đi thiên nhân vực, trên đường phải đi qua hắc ám biển cấm, lập tức liền đến, lần này nàng không có hộ đạo giả bảo vệ, chỉ có một thân một mình, chính là chặn đánh đoạt kiếm lớn thời cơ tốt. Karura cả kinh nói, nàng đã chấp trưởng võ uy thiên kiếm, thuộc hạ chỉ sợ không phải địch thủ. Ma tổ vô thiên nói, không sao, nàng đã bị thương, lật không dậy nổi cái gì sóng, ngươi mang cái này đóa hoa bỉ ngạn, đủ để đem nàng trấn áp. Vừa nói, ma tổ vô thiên liền đem hoa bỉ ngạn, ban cho Karura. Thân độ Uyển Nhi thiên cơ hơi thở, hắn vậy đóng dấu ở đóa hoa này trên. Cái này đóa hoa bỉ ngạn, chừng vạn năm sức lửa, linh khí tích lũy đặc biệt thâm hậu, có vật này phụ trợ, dĩ nhiên là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Karura vui mừng. Biết sắp có một chàng thiên đại công lao, hạ xuống trên đầu mình, nói, lão tổ mời yên tâm, thuộc hạ lập tức lên đường, chặn đánh thân đồ Uyển Nhi, cướp lấy võ uy thiên kiếm. Lập tức Karura mang hoa bỉ ngạn, xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị chặn đánh thân đồ Uyển Nhi. Cùng lúc đó, thân đồ Uyển Nhi bị cắn trả gây thương tích, gương mặt trắng bệch, không ngừng vận công điều tức, nhưng như cũ cảm thấy tinh thần biến dạng, khó khăn để lắng dịu. Nàng trong lòng tưởng nhớ Diệp Thần, cũng không để ý như thế nhiều, thẳng hướng thiên nhân vực đi. Đi ngang qua hắc ám biển cấm, quả thực gặp phải không thiếu hung thú, nhưng thật may thân đồ Uyển Nhi có bữa kiếm nơi tay, cho dù bị thương, cũng có thể ung dung đối phó. Cái này chính là nàng dựa vào. Nàng đã thành cầm kiếm người, coi như bị thương trong người, dựa vào võ uy thiên kiếm mũi nhọn, vậy đủ để đối phó phần lớn uy hiếp. Như vậy một đường bay vút. Thân độ Uyển Nhi đã cảm đến không gian quy luật giãn ra, mau muốn gặp được thiên nhân vực rực rỡ, lúc này liền muốn trực tiếp xé rách hư không, hạ xuống thiên nhân vực. Oanh! Nhưng ngay vào lúc này, nước biển kịch liệt sôi trào, tựa hồ có cái gì đại tai biến đang nổi lên. Rào! Hạ một sát, một đầu kim xí đại bằng chim, từ đáy biển thẳng sông lên lên, lên như diều gặp gió, bay đến bầu trời, mở ra hai cánh, bỏ ra vạn trượng vàng rực. Đem đúng phiến hắc ám biển cấm, cũng chiếu sáng được lượng lượng đường đường. Thân độ Uyển Nhi, người muốn đi nơi nào? Vậy kim xí đại bằng chim ánh mắt sắc bén, phát ra lạnh lùng thanh âm. Karura, là ngươi. Thân độ Uyển Nhi vừa thấy được đầu này đại bàng,
nhất thời sợ hãi phòng bị, nắm chặt võ uy thiên kiếm. Đầu này chim đại bàng, chính là cựu Nhật Minh hộ pháp, mà tổ vô thiên dưới quyền tinh thú chiến tướng, Karura. Giao ra võ uy thiên kiếm, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Karura lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên bằng móng đánh ra, lăng không giết hướng, chụp vào thân Đỗ Uyển Nhi thiên linh cái. Thân Đỗ Uyển Nhi tiếu mặt trầm xuống, vội vàng huy động võ uy thiên kiếm, nổ lên một cổ minh mông kiếm quang, như thủy triều phản kích Karura. Karura ánh mắt mang theo ngưng trọng, nên cũng không dám đón đỡ thiên kiếm mũi nhọn, lập tức dương cánh nghiêng người, né tránh thiên kiếm sát phạt, sau đó lấy một người vô cùng là xảo quyệt góc độ, đột nhiên lượn quanh giết tới thân Đỗ Uyển Nhi sau lưng, móng nhọn xuyên qua da. Chân không phá sát đạo. Karura quát lên một tiếng lớn, sử dụng một chiêu cổ xưa đạo pháp, móng nhọn kình lực chèn ép dưới, không khí chung quanh đều bị nghiền bạo, hóa ra một phiến tuyệt đối chân không, tàn bạo phá sát khí tức, trực kích thân Đỗ Uyển Nhi. Hắn một chiêu này, là cựu Nhật thời đại đạo pháp. Cựu Nhật đạo pháp, rõ rệt nhất chỗ, chính là sát phạt mũi nhọn quá thịnh, không lưu chỗ trống, thậm chí không để phòng thủ tự thân, không giống hôm nay võ đạo, chú trọng cương nhu gom lại, tiến thối có thừa. Thân Đỗ Uyển Nhi thấy Karura đánh lén, một cái chớp mắt tới giữa, nhìn ra liền đối phương ba bốn chỗ sơ hở, nếu như nàng không bị thương, trở tay một kiếm đi giết, kiếm khí tới trước, đủ để cướp ở trước mặt đối phương, đem đối phương chém chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lúc này bị thương quá nghiêm trọng, tinh thần vẫn còn tê liệt đau đớn bên trong, lại là không có sức phản kích. Mắt gặp Karura bằng móng giết tới, thân Đỗ Uyển Nhi chỉ có thể miễn cưỡng giơ kiếm đón đỡ. Phịch, Karura một chưởng đánh xuống, kinh lực xuyên thấu qua thân kiếm, hung hăng đánh vào thân Đỗ Uyển Nhi trên thân thể. Thân Đỗ Uyển Nhi phốc xích một tiếng, há mồm phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp rơi xuống, ùm một tiếng, rơi vào hắc ám biển cấm. Hạ rơi xuống thế quá nặng, thậm chí đánh vỡ chung quanh không gian, nàng bị cuốn nhập không gian chảy loạn bên trong đi, không biết tung tích. Ai yêu? Karura một tiếng thét kinh hãi, thu hồi bằng móng, thấy thân Đỗ Uyển Nhi biến mất, chỉ hù ra cả người mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới thân Đỗ Uyển Nhi bị thương lại như vậy, lại liền hắn một móng cũng không ngăn nổi, trực tiếp rơi xuống. Nếu như thân Đỗ Uyển Nhi thật mất tích, hắn không lấy được võ uy thiên kiếm, tự nhiên không cách nào hướng ma tổ vô thiên giao nộp, nghĩ đến ma tổ vô thiên đủ loại lãnh khốc tàn nhẫn trừng phạt thủ đoạn, sống lưng mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, da đầu tê dại. Hoa nở bờ bên kia, suy diễn nhân quả. Nguy cấp bên trong, Karura sử dụng vạn năm hoa bỉ ngạn, mượn đóa hoa trên tích góp linh khí, suy diễn nhân quả. Trong sâu thẳm, hắn cuối cùng là bắt được thân Đỗ Uyển Nhi khí cơ, lại đánh rơi đến thiên nhân vực, một nơi tên là cực bắc thiên hải địa phương. Hết đi thiên nhân vực, ta hạ xuống đi xuống, vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ. Karura cho mày, hắn là cựu Nhật tinh thú, không việc gì bảo vệ thủ đoạn, nếu như hạ xuống đi thiên nhân vực, rất dễ dàng bị quy tắc cắn trả. Nhưng đương thời giây phút, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, một khi không lấy được võ uy thiên kiếm, hắn tay không trở về, vậy so chết còn thảm. Lấy thần thông của ta, dừng lại ở thiên nhân vực, phỏng đoán có thể chống đỡ nửa canh giờ thời gian, tốc chiến tốc thắng. Karura học chung với nơi này, lập tức phi thân đi thiên nhân vực chạy tới, chuẩn bị bắt giết thân Đỗ Uyển Nhi, cướp lấy võ uy thiên kiếm sau đó, lại nhanh chóng trở lại hắc ám biển cấm. Thiên nhân vực bên trong, lại nói Diệp Thần chuẩn bị trở lại huyết tử ngục, bỗng nhiên tới giữa, nhưng cảm thấy trong lòng chấn động, tựa hồ có cái gì trong chỗ u minh nhân quả, đang kêu gọi hắn vậy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần trong lòng rét một cái, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng gọi ra nguyện vọng thiên tinh, trầm giọng nói. Ta cầu nguyện, sương mù dày đặc tản đi, nhân quả thiên thanh. Cầu nguyện thanh âm rơi xuống, Diệp Thần trước mắt thiên cơ sương mù dày đặc, nhất thời trùng trùng tản ra. Trong sâu thẳm, hắn thấy được một đạo quen thuộc bóng người, hung hăng rơi xuống cực bắc thiên hải bên trên. Thân Đỗ Uyển Nhi. Đợi thấy rõ thân ảnh kia, Diệp Thần rất kinh ngạc, vậy bị thương rơi xuống người, chính là thân Đỗ Uyển Nhi. Thậm chí, thân Đỗ Uyển Nhi trong tay, còn mang một cái mũi nhọn cực kỳ ác liệt kiếm, tựa hồ chính là vô thượng thiên kiếm. Nàng làm sao sẽ chật vật như vậy? Diệp Thần chấn động ngạc không dứt, hắn biết thân Đỗ Uyển Nhi cường hãn, không nghĩ tới đối phương lại có chật vật như vậy thời điểm, chẳng biết tại sao bị thương thế nghiêm trọng như vậy.
Nương thời giây phút, Diệp Thần vậy không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng biến dạng hư không, chạy tới Cực Bắc Thiên Hải. Cực Bắc Thiên Hải bên trong, nghe tiếng khí sảng, càn khôn vang vang, ngày trời cảnh minh, nước gợn không hưng. Từ phi hồng ngọc tủy chặn cây, nơi này địa mạch đã hoàn toàn lột xác, tất cả tai khí tán đi, biến thành một phiến thông thường đại dương. Thật may như vậy, nếu không dưới trọng thương thân Đỗ Uyển Nhi, đánh rơi đến nơi này, sợ là phải bị trực tiếp chiếm đoạt, cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Đây cũng là thân Đỗ Uyển Nhi may mắn. Diệp Thần cảm thấy đối phương khí vận, tựa hồ có tăng trưởng đột phá, nhất định là có thiên đại cơ duyên, vội vàng bay vút đi trước. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần đi tới biển sâu, liền thấy một người thiếu nữ thân thể, trôi lơ lửng ở trên biển, chính là thân Đỗ Uyển Nhi. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, sau đó bay xuống đi xuống, ôm lấy thân Đỗ Uyển Nhi thân thể mềm mại, bay trở về nguyện vọng thiên tinh trên. Tinh cầu trôi lơ lửng ở mặt biển, to lớn trọng lực truyền xuống tiếp, dẫn được sóng biển sôi trào, ùng ùng vang dội, khá là nguy nga. Mà trên tinh cầu, hình ảnh chính là khá là bình tĩnh, Diệp Thần ôm trước thân Đỗ Uyển Nhi, trở lại phong vũ linh thụ dưới, đem lông vũ vậy lá cây, bện thành một tấm mềm giường. Cầm thân Đỗ Uyển Nhi thân thể mềm mại để lên. Thân Đỗ Uyển Nhi trọng thương hôn mê, trong tay vẫn nắm chặt thiên kiếm, hiển nhiên ngày này kiếm vô cùng trọng yếu, nàng đến chết cũng không dám thất lạc. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, gặp bữa trước kiếm võ đạo khí tượng huy hoàng, muốn đến chính là trong truyền thuyết võ uy thiên kiếm. Võ uy thiên kiếm lại có thể rơi xuống trong tay nàng. Diệp Thần khá là kinh ngạc, hắn cũng không biết võ uy thiên kiếm. Thật ra thì chính là thân Đồ gia truyền thừa bảo kiếm. Bất kể như thế nào, hiện tại trước hay là cứu người nói sau. Diệp Thần bàn tay ở thân Đồ Uyển Nhi trên bụng một hồi xoa bóp, thân Đồ Uyển Nhi rào rào đích một tiếng, nhổ một bãi nước miếng, thoáng tỉnh lại. Diệp Thần lại dùng bát quái thiên đan thuật, phối hợp thiên tiên cẩm lý sao, hơn nữa một giọt đan tiên linh tử, chữa trị nàng thương thế. Thật may Diệp Thần đột phá tu vi sau đó. Y thuật vậy bộc phát tinh xảo, lần này chữa trị, hiệu quả thật tốt. Thân Đỗ Uyển Nhi gương mặt tái nhợt, rất nhanh khôi phục đỏ thắm, thương thế đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là được hết bệnh. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy mình nằm ở một tấm lông vũ mềm trên giường, chung quanh là từng ngọn tế đàn thần điện, vô số nguyện vọng niệm lực hơi thở bốc hơi lên, Diệp Thần mang mỉm cười ôn hú gương mặt, liền ở trước mắt. Nàng kinh ngạc không chạng, chỉ lấy là thân trong mộng. Xoay mình ngồi dậy, nói, nơi này là nơi nào? Ngươi là ai? Diệp Thần cười một tiếng, nói thân Đồ tiểu thư, ngươi không nhận được ta sao? Thân Đồ Uyển Nhi phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Diệp Thần gương mặt, như cũ lấy vì mình người trong mộng, nói, ngươi. Ngươi là Diệp Thần sao? Diệp Thần nói, không phải ta vẫn là ai, chẳng lẽ còn có giả? Thân Đồ Uyển Nhi tỉnh hồn lại, hơi đẩy một cái coi là... Đã biết người mình ở nguyện vọng thiên tinh bên trên, là bị Diệp Thần cứu. Nàng ngày nhớ đêm mong, chính là muốn thấy Diệp Thần, lúc này chính mắt nhìn thấy, tâm tình ngược lại không thế nào kích động, các loại mùi vị hỗn hợp, ủy khuất, không biết làm sao, phiền muộn, tịch mịch, thỏa mãn vân. Vân, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy vành mắt hồng hồng, lỗ mũi bị chua. Diệp Thần nói, người thế nào, tổn thương còn đau không? Thân Đỗ Uyển Nhi nghe được Diệp Thần hỏi, ánh mắt run lên, nói, không cần ngươi quản, ta còn lấy vì ngươi chết, lúc đầu ngươi còn sống. Ngươi nếu còn sống, tại sao không nói cho ta? Diệp Thần sờ một cái đầu, có chút không biết nói gì, chỉ có thể cười nói, ta dĩ nhiên còn sống, ta nếu là chết, ngươi chẳng phải là muốn rất đau đớn tim. Thân Đỗ Uyển Nhi phốc xích cười một tiếng, lần này là rốt cuộc không nhịn được, giơ cánh tay ôm Diệp Thần. Mềm nhũn thân thể đưa vào trong ngực hắn, gò má rúc vào hắn trên ngực, nói ta là thật lấy vì ngươi chết, lần này xuống là muốn tìm ngươi. Thanh âm mang vô hạn chua xót ủy khuất ý. Diệp Thần sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới thân Đỗ Uyển Nhi đổi được thẳng như vậy tiếp, đẩy ra nàng cũng không phải, ôm chặt nàng cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là cương tại chỗ. Thân Đỗ Uyển Nhi ôm Diệp Thần một hồi, trong lòng đã cảm thấy vô hạn thỏa mãn, tất cả ủy khuất cũng đáng giá. Nàng cười xinh đẹp một tiếng, ôm Diệp Thần cổ, môi cơ hồ muốn dán đến Diệp Thần môi, cười nói, nếu ngươi không có sao, vậy ta vậy cần phải trở về. Nàng biết mình sứ mạng, phải mang gia tộc quật khởi, cuộc đời này cùng Diệp Thần tới giữa,
là không có song túc song tê hy vọng, đây là có thể ôm một cái Diệp Thần, hài lòng dưới, ngược lại để trong lòng, không hề bị tình nghiệt khó khăn. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Diệp Thần ngửi được đối phương hơi thở như hoa lan, tâm thần nhất thời rung động, gặp lại thân Đỗ Uyển Nhi quên được ánh mắt, trong lòng vừa cảm ung dung, lại có một chút thương tiếc không thôi, nói, đa tạ thân Đỗ tiểu thư coi trọng tương gia, cuộc đời này có thể cùng ngươi quen biết, là ta Diệp Thần cực lớn vinh hạnh, sau này chúng ta có duyên phận tạm biệt. Thân Đỗ Uyển Nhi nói, tốt nhất còn chưa gặp, nếu không ta có thể lại không thể quên được ngươi, trước khi đi, có thể ôm ta một cái sao? Diệp Thần yên lặng một hồi, liền gật đầu một cái, nhẹ nhàng ôm thân Đỗ Uyển Nhi, khẽ vuốt ve nàng sau lưng cùng rủ xuống sợi tóc. Thân Đỗ Uyển Nhi vậy ôm trước hắn, hai người lúc đầu chỉ là nhẹ ôm, sau đó càng ôm càng chặt, càng ôm càng chặt, hận không được đem lẫn nhau hòa tan. Đến cuối cùng, thân Đỗ Uyển Nhi ánh mắt quyến rũ như tơ, hơi có vẻ trước một chút thở dốc, nói ta ngày mai lại đi, tối nay ở chỗ này qua đêm. Diệp Thần nách liền một tiếng. Trong chốc lát không lời chống đỡ. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng cười lớn vang lên. Ha ha ha, không nghĩ tới trong truyền thuyết võ uy thiên kiếm cầm kiếm người, lại có thể như vậy phóng đãng vô sỉ. Bầu trời biến dạng, một đầu kim xí đại bằng chim, mang chân không tan biến đại khí phách, hạ xuống xuống, chính là Karura. Thân Đỗ Uyển Nhi mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, nàng mới vừa nồng tình mật ngữ, vốn là chỉ nói cho Diệp Thần một người nghe. Là cởi trần tâm ý tiếng nói, nàng là muốn cùng Diệp Thần cùng chung xuân tiêu, một đêm tình cờ gặp gỡ sau đó, lại chém đoạn nhân quả tơ tình, sau này giang hồ tướng quên, mỗi người bình yên, vậy coi là một cái vòng tròn đầy kết cục. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lần này lời ngon tiếng ngọt, lại bị người ngoài thám thính được. Thoáng chốc tới giữa, thân Đỗ Uyển Nhi xấu hổ không thôi, không đất dung thân, đây nếu là truyền ra ngoài, nàng như thế nào làm người? Cựu Nhật tinh thú, ma tổ vô thiên tỏa hạ hộ pháp, Karura. Diệp Thần mặt liền biến sắc, lợi dụng nguyện vọng thiên tinh, hơi đẩy một cái diễn, đã biết liền thân phận đối phương, càng biết hiểu đối phương muốn giết thân Đỗ Uyển Nhi, cướp lấy võ uy thiên kiếm kế hoạch, chỉ là vội vàng tới giữa, đối phương có một lá bài tẩy, hắn còn không nhìn thấu, cũng không biết là cái gì. Luân hồi chi chủ, quả nhiên thật là thủ đoạn, một mắt liền nhìn thấu ta thân phận. Karura bội phục không thôi, một hồi khen ngợi. Diệp Thần nắm trong tay nguyện vọng thiên tinh, hắn tự nhiên vậy đoán được Diệp Thần thân phận. Nguyện vọng thiên tinh đã từng là nho tổ pháp bảo, sau đó nho tổ thần điện tiêu diệt, viên tinh cầu này rơi vào Diệp Thần trên tay, những tin tình báo này, cựu Nhật Minh đều là âm thầm điều tra biết được. Luân hồi chi chủ, đem người nguyện vọng thiên tinh dâng ra, hướng nhà ta lão tổ cúi đầu xưng thần, ta có thể tha ngươi một mạng, còn như cái này thân Đỗ Uyển Nhi. Đó là phải chết. Bất quá, người yên tâm, đang giết chết thân Đỗ Uyển Nhi trước, ta sẽ để cho các ngươi xuân tiêu một đêm, vậy coi là cho ngươi thù lao, ngươi còn không mau mau quỳ xuống, cảm ơn ta cựu Nhật Minh ân điển. Karura khẽ mỉm cười, tựa như hết thảy đều ở hắn nắm trong tay bên trong. Nói cho cùng, Diệp Thần tu vi, chỉ là còn thật cảnh nhất tầng thiên mà thôi, còn không vào được pháp nhãn của hắn. Nghe được Karura tọa uế nói như vậy, thân Đỗ Uyển Nhi gò má đỏ bừng, Diệp Thần lại là tức giận. Một đầu xúc sinh, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Hồng mông đại tinh không, cho ta trấn áp. Dưới cơn giận dữ, Diệp Thần phi thân giết ra, bước chân ở hư không đạp một cái, ngay tức thì trống lên một phiến khoáng đạt hồng mông tinh không, vậy nguyện vọng thiên tinh, chính là trong tinh không nhất lóng lánh tinh thần. Diệp Thần, không thể lỗ mãng. Thân Đỗ Uyển Nhi thấy Diệp Thần muốn động thủ. Vội vàng quát bảo ngưng lại. Nàng hiện tại thương thế mới khỏi, cũng không có năng lực chiến đấu, hoàn toàn không giúp được Diệp Thần. Mà Diệp Thần một thân một mình, như thế nào là Karura địch thủ? Phải biết, Karura nhưng mà cựu Nhật tinh thú, thái thượng thế giới cường giả, võ đạo vượt xa thiên nhân vực, tu vi sâu không lường được, xa ở Diệp Thần bên trên. Dù là đối phương đi tới thiên nhân vực, bị nơi này quy tắc áp chế, nhưng như thế nào đi nữa áp chế? Vậy tất nhiên nghiền ép Diệp Thần. Diệp Thần vậy cảm thấy hơi thở đối phương cường hãn, thậm chí so với Thánh Vân Tôn mạnh hơn rất nhiều, nếu như mạnh chiến, sợ rằng khó mà thủ thắng. Lập tức Diệp Thần âm thầm phát ra một đạo phù chiếu, kêu gọi huyết long tới trợ chiến. Karura thấy hồng mông tinh không tách thả ra nên cũng không dám khinh thường, lắc mình thoáng một cái, hóa thành hình người,
trong tay biến hóa ra một thanh bảo kiếm, nói. Luân hồi chi chủ, ngươi dám cùng ma tổ vô thiên là địch. Ta cuối cùng lại cho một mình ngươi cơ hội, mau quỳ xuống thần phục, dâng ra nguyện vọng thiên tinh, cũng giao ra thân đồ uyển nhi, ta đại phát từ bi, có thể hướng ma tổ vô thiên đại nhân cầu tha thứ, thả ngươi một con đường sống. Diệp thần trong lòng rét một cái, nhớ lại Nhâm Phi Phàm lời nói. Nhâm Phi Phàm nói qua, tận lực không muốn cùng ma tổ vô thiên là địch, tốt nhất là kết cái thiện duyên. Dẫu sao, ma tổ vô thiên sau lưng cựu Nhật Minh, cũng là thái thượng thế giới thế lực cường đại, là âm thầm đối kháng vạn khư tồn tại, đắc tội cựu Nhật Minh, không có kết quả tốt. Nhưng đương thời giây phút, đối phương lấn áp ở trên, Diệp thần há có thể khoan dung. Không nói cái khác, một là vì giữ được thân đồ uyển nhi trong sạch danh tiếng, hắn đều phải chém chết Karura, tuyệt không thể phóng đối phương rời đi. Ma tổ vô thiên thì như thế nào, ai dám tổn thương người ta liền kêu hắn chết không có chỗ chôn. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt chiến ý nổ tung, rút ra tai nan thiên kiếm, các loại nguyện vọng thiên uy gia trì, sau lưng trong tinh không, có hàng tỷ tín đồ ở cuồn cuộn ngâm sướng. Trong thoáng chốc, Diệp thần khí thế bão táp, như chấp trưởng nguyện vọng cùng tai nạn thần ma, hung hăng một kiếm hướng Karura bổ tới. Thân đồ uyển nhi nghe được Diệp thần những lời này, trong lòng lại là cảm kích, lại là ấm áp, chỉ cảm thấy mình cái này một viên tâm hồn thiếu nữ, cuối cùng không có gửi nhờ sai người. Tai nan thiên kiếm, hồng mông tinh không, nguyện vọng thiên tinh, luân hồi chi chủ à luân hồi chi chủ, người quả nhiên là đại khí vận người, như thế nhiều thần thông bảo bối, liền ta cựu Nhật Minh đều phải ghen tị. Karura khen ngợi một tiếng, mắt gặp Diệp thần thiên kiếm giết tới, nên cũng không dám lạnh nhạt, đạo pháp bơm vào thân kiếm, bảo kiếm trên nổ lên lau một cái đen nhánh mũi nhọn, chém thẳng đi ra ngoài. Bể hư ách nan kiếm. Hắn một kiếm này, lại mang tuyệt đối hư không hơi thở, nghiền nát hư không, tựa như sen lẫn vô cùng ách nan, phải đem người kéo nhập vô gian địa ngục bên trong. Diệp thần thiên kiếm phong mang, lại có thể bị hư vô kia hơi thở, không ngừng chiếm đoạt nghiền diệt, không cách nào bùng nổ. Vô vô thiên thư thần thông. Diệp thần thần sắc biến đổi, đã nhìn ra đầu mối, đối phương một kiếm này, mang theo tuyệt đối hư vô hơi thở, muốn đến là từ vô vô thiên thư bên trong diễn hóa ra tới kiếm pháp. Karura cười to nói, mắt thật là tốt, luân hồi chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền, liền vô vô thiên thư bí mật đều biết sao. Diệp thần cắn răng, vội vàng sau lui ra, miễn được bị đối phương hư không hơi thở chiếm đoạt. Nếu như cảnh giới tương đối nói, Diệp thần sử dụng ám bia, vận dụng tà sát võ điển hắc ám thâm uyên thủ đoạn, ngược lại cũng có nhất quyết thư hùng năng lực. Nhưng là, hắn cảnh giới tu vi, cùng đối phương chênh lệch quá lớn, rõ ràng không thể cứng rắn đụng. Karura là thật đang thái thượng thế giới cường giả, cũng không phải là thánh vân tôn như vậy tồn tại, muốn đánh thắng đối phương, thật là khó hơn lên trời. Diệp thần, thân đồ uyển nhi vậy cảm thấy không ổn, sách võ uy thiên kiếm, muốn phải xuất chiến. Đáng tiếc, nàng đi không hai bước, liền cảm giác thân thể như nhũn ra, thương thế mới khỏi dưới, căn bản không để được khí lực tác chiến. Luân hồi chi chủ, ta đã cho qua ngươi đầu thuận cơ hội. Người hết lần này tới lần khác muốn phản kháng, vậy thì không trách ta, nghe nói luân hồi khí vận ngút trời, ta ngày hôm nay cũng muốn xem, người có còn hay không trở mình có thể. Karura hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ không nói nhảm, sau lưng kim bằng cánh rung lên, thân như nhanh như tia chớp, lăng không ám sát tới đây, tuyệt đối hư không có kiếm khí nổ tung, phải đem Diệp thần trực tiếp cuốn vào hắc ám hư không bên trong, hoàn toàn tiêu diệt. Diệp thần chỉ cảm thấy trước mắt kiếm khí vèo vèo. Băng lạnh tới cực điểm, một phiến đáng sợ hư không luyện ngục, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tình cảnh, nhất thời đổi được vô cùng nguy hiểm. Xuất sinh, lại dám đả thương chủ nhân ta. Ngay tại lúc này, một đạo động trời tiếng rồng ngâm vang lên. Chỉ gặp một cái to lớn long chảo, biến dạng hư không, phá giết tới, mang cuồn cuộn thiên tướng khí, một móng vuốt giết hướng Karura. Ồ, Karura thần sắc khẽ biến. Chỉ cảm thấy long chảo này nhất kích, mang có thiên địa vạn tượng uy nghiêm khí thế, nên cũng không dám đón đỡ, vội vàng vỗ cánh lui về phía sau. Hư không biến dạng mở ra, một cái hào hùng màu đỏ thiên long, hạ xuống xuống. Chính là huyết long. Diệp thần vui vẻ nói, huyết long, ngươi tới. Huyết long ngưng trọng nói, chủ nhân, không có sao chứ. Cái này Karura tu vi, đã đến trăm gia cảnh nhất tầng thiên, sợ là khó đối phó.
huyết long là từ Diệp Thần trong cơ thể thai nghén ra, hai người có thể dung hợp, nhân quả khí cơ cũng có thể câu thông, cho nên lúc này huyết long hạ xuống, đã bắt được Karura nhân quả, biết đối phương thân phận, thậm chí mượn vạn tương thiên thư, đoán được đối phương tu vi. Trăm gia cảnh sao? Diệp Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích, vậy mượn huyết long vạn tương thiên thư, dòm ngó thấy sau lưng bí ẩn. Trăm gia cảnh, là thái chân cảnh trở lên cảnh giới. Tương truyền, ở thái chân cảnh cùng trăm gia cảnh tới giữa, cách 100 đạo gông xiềng, những thứ này gông xiềng, giam cấm người tiềm lực, khí vận, tu vi, muốn đột phá thái chân cảnh, cần trước đem gông xiềng chặt đứt. Mà đây chút gông xiềng, cũng không cần toàn bộ chặt đứt, coi như chỉ chặt đứt một đạo, đều có thể thuận lợi đột phá. Nhưng gông xiềng chặt đứt số lượng, quan hệ đến sau này tu luyện tiềm lực cùng khí vận, không có ai thật sẽ chỉ chém một đạo gông xiềng tấn thăng. Dẫu sao, chém ra số lượng càng nhiều, có thể thả ra tiềm lực lại càng lớn. 100 đạo gông xiềng, 18 đạo coi là một khảm, 36 đạo tính lại một khảm, sau đó là 49 nói, 72 nói, 81 nói, đi về sau mỗi hơn một đạo, đều là một đạo đại khảm, thật khó đột phá. Vậy mà nói, có thể chặt đứt 18 đạo gông xiềng tấn thăng nữa, liền coi là hợp cách. Nếu là có thể chặt đứt 36 nói, thì là khí vận nhất lưu, thiên phú nhất lưu tồn tại. Nếu như có thể chặt đứt thất thất 49 nói, vậy càng là ngàn năm hiếm thấy, có tư cách hùng bá một khối. Còn như 72 nói, vạn cổ hiếm hoi, thế gian khó tìm. Đi lên 81 nói, chính là trong truyền thuyết đại khí vận người, lại là lông phượng và sừng lân. Giả như có thể vượt qua 81 đạo mà nói, chính là trời quân tư, tương lai có phi thăng thái thượng tư cách. Người bình thường đột phá lúc đó, chỉ có thể chặt đứt 18 đạo gông xiềng, mà đây cái Karura, đột phá lúc chém ra số lượng, đạt tới 36 nói, thiên phú khá là bất phàm, thực lực chân chính vượt quá trăm gia cảnh nhất tầng thiên, chỉ là bởi vì vực ngoại quy tắc hạn chế, cho nên bị áp chế đến trăm gia cảnh nhất tầng thiên. Trước đây Diệp Thần gặp phải Vũ Hoàng Thanh Thư, Thánh Vân Tôn các người, tu vi cố nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng còn không chân chính chặt đứt gông xiềng, coi như là nửa bước trăm gia cảnh, cũng không phải là thứ thiệt tồn tại. Mà đây cái Karura, nhưng là chân chính trăm gia cảnh cường giả, cho người áp lực và uy bách, tự nhiên không phải chuyện đùa. Hiện tại huyết long tới, cùng Diệp Thần đứng chung một chỗ, hai người đều cảm thấy Karura khí thế mạnh mẽ, cũng không phải là thiện thiện hạng người. Nguyên lai là vạn tương thiên thư người điều khiển. Karura mắt lạnh nhìn huyết long, chỉ thấy huyết long cả người miếng vảy trên, còn quấn từng tầng một cổ xưa thiên thư phù văn, chính là vạn tương thiên thư hơi thở. Hắn ánh mắt bên trong, không khỏi hiện ra một chút thèm thuồng tham lam, dẫu sao, nếu như có thể cướp lấy vạn tương thiên thư mà nói, tuyệt đối là công lớn một kiện. Rất tốt, ngày hôm nay liền đem các ngươi cũng giết chết, lập được thiên công lao lớn. Karura lạnh lùng cười một tiếng, hít sâu một hơi, trăm gia cảnh hơi thở phát huy đến trình độ cao nhất, nâng kiếm lắc người một cái, như kinh điện vậy bạo cướp tới, kiếm mang trước hướng huyết long chém tới. Huyết long chấp trưởng vạn tương thiên thư, cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, cái này vạn tương thiên thư chính là trước kia cựu Nhật đế quốc đại tướng quân, long chiến giã pháp bảo, uy lực không phải chuyện đùa, trước hết đem huyết long giết chết, hắn mới có thể yên tâm. Nếu không, vạn tương thiên thư uy lực bùng nổ, liền hắn đều phải kiêng kỵ. Chú ý à! Nguyện vọng thiên tinh bên trên, thân độ Uyển Nhi mặt đẹp mang vẻ lo lắng lo âu, chỉ sợ Diệp Thần hai người xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác nàng yếu ớt dưới, vậy không giúp được cái gì. Thiên địa tướng, vạn trọng sơn. Huyết long mắt gặp đối phương kiếm thế hung cấp, nên cũng không dám lạnh nhạt, sử dụng vạn tương thiên thư, thiên địa tướng bùng nổ. Thoáng chốc tới giữa, nhất trọng trọng núi cao, vô căn cứ nổi lên, còn quấn Diệp Thần huyết long hai người, vững vàng bảo vệ. Vạn trọng sơn trôi lơ lửng, phòng ngự vô cùng cường hãn. Karura một kiếm giết tới, kiếm thế đều bị vạn trọng sơn nhạc ngăn trở. Hừ, chống đỡ được sao? Karura hừ lạnh một tiếng, lắc mình thoáng một cái, biến hóa ra kim sĩ đại bằng chim hình tượng, bằng cử rực cánh, che khuất bầu trời, thân thể ước chừng hóa thành 3.000 trượng dài, cánh một quyển, vô cùng gió bão bùng nổ, thiên địa rúng động. Ở hắn thân thể cao lớn nổi bật hạ, huyết long gọi ra vạn trọng sơn, lại giống như gò đất nhỏ vậy nhỏ bé. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Đại bàng kích thiên. Karura dài đề một tiếng,
để tiếng vang động núi sông, móng nhọn phá giết ra, to lớn mà bén móng vuốt, lăng không mà rơi xuống, đem vậy vạn trọng sơn bảo vệ pháp tướng, toàn bộ biến dạng nghiền. Diệp Thần cùng Huyết Long bóng người, nhất thời bại lộ ở hắn móng to dưới. Vậy đại bàng móng to không biết có khổng lồ như vậy, tựa như liền tinh thần đều có thể xé nát, ở như vậy móng to nổi bật hạ, người thân thể liền như con kiến hôi nhỏ bé. Hồng Vận Đan, Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, sử dụng một viên đan dược, trực tiếp luyện hóa hấp thu, nhất kiếm nữa vung chém ra. Viên đan dược kia, chính là Địa Tâm Miếu ba vị lão tổ bên trong, Hồng Bi Trần đan dược, ban đầu Nhâm Phi Phàm từ Hồng Bi Trần trong tay, cướp được viên đan dược này, đưa cho Diệp Thần, có tăng lên khí vận hiệu quả. Hôm nay sống chết trước mắt, Diệp Thần cũng không chiếu cố được như thế nhiều, trực tiếp hấp thu hết Hồng Vận Đan, chỉ gặp tầng tầng kim quang, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đúng cái khí vận của người ở tăng vọt. Khí vận tăng vọt sau đó, Diệp Thần kiếm khí, đổi được phá lệ huy hoàng minh mông, Thái Dương Tiên Hoàng vừa ra, vậy vô cùng màu vàng mặt trời gay gắt kiếm khí, ánh chiếu thiên địa, một kiếm nghịch sông lên lên, kiếm khí ảo ảo, minh mông kiếm khí hội tụ thành đại dương, mà trong đại dương tựa hồ có triệu viên mặt trời mọc dọn ra, huy hoàng tới cực điểm. Hồng Vận Đan, Karura con người hơi co giúp một cái, nhìn vậy gào thét mà đến mặt trời kiếm khí đại dương, vậy cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu như chỉ là kiếm khí lực sát thương nói, hắn có tuyệt đối lòng tin tiếp, nhưng Diệp Thần một kiếm này sau lưng, còn ngưng tụ Hồng Vận Đan khí vận, quả thực không phải chuyện đùa. Karura không dám cứng rắn đụng, lật đật lui về phía sau. Thái Thượng Thiên Long Đảo. Nhưng mà lúc này, Huyết Long bay lên không bạo giết, đi vòng qua Karura phía sau, Long chảo đạp chết ra, thẳng bắt tim đối phương, cùng Diệp Thần một trước một sau, tạo thành giáp công. Ha ha ha, bằng các ngươi cũng muốn tổn thương ta. Ngày hôm nay sẽ để cho các người xem, chăm gia cảnh chân chính thực lực. Karura ngửa mặt lên trời cười to, lõm sâu giáp công bên trong, nhưng là không hốt hoảng chút nào. Thái Thượng Thiên Uyên nói, giết. Hạ một sát, Karura bằng móng huy kích, bóp một cái pháp quyết, lại sử dụng trong truyền thuyết Thiên Uyên đạo pháp. Nhất thời, một cái khủng bố khổng lồ vực sâu, ở trên trời ra đời ra. Diệp Thần Thái Dương Tiên Hoàng Trảm, vô cùng mặt trời gay gắt kiếm khí, cũng không có công kích được Karura bản thể, mà là như châu đất xuống biển vậy, liều chết xung phong nhập kinh khủng kia vực sâu bên trong. Vậy vực sâu không biết có đáng sợ dường nào, nhận chịu Diệp Thần ngút trời kiếm khí nhất kích, lại có thể liền một chút chấn động cũng không có. Huyết Long Long Chảo, đánh vào vực sâu bên trong, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Thấy vậy, Diệp Thần Huyết Long hai người thần sắc đại biến, mỗi người lui về phía sau. Karura kim bằng thân thể, trôi lơ lửng ở vực sâu bầu trời, liền như thế giới hắc ám bên trong tinh thần, vô cùng huy hoàng lóa mắt. Ha ha, các ngươi thần thông không tệ, đáng tiếc cảnh giới tu vi quá thấp, cuối cùng không phải ta địch thủ. Karura lạnh ngắt cười lên. Hắn thi triển Thái Thượng Thiên Uyên nói, Diệp Thần và Huyết Long cũng nhận được, là đế uyên trong điện đạo pháp. Không, chính xác mà nói, cái này pháp xuất xứ từ Thái Thượng, cũng không phải là đế uyên điện độc môn công pháp, mà Karura thành tựu Thái Thượng thế giới tồn tại, nhưng là nắm giữ cái này pháp thi triển. Thiên Uyên đạo pháp, có thể bày vực sâu vạn trượng, nếu như có vô vô thiên thư gia trì, uy lực kia đem sẽ tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Mà Karura, chính là ma tổ vô thiên dưới quyền hộ pháp, đối với trong truyền thuyết vô vô bí ẩn, rất có tâm đắc, giờ phút này hắn phóng thích ra vực sâu, lại tựa như là tuyệt đối hư không, thậm chí thủ đoạn công kích đánh giết đi lên, đều là châu đất xuống biển, không có chút nào tác dụng. Bên kia Nguyện Vọng Thiên Tinh trên thân Đỗ Uyển Nhi, thấy Diệp Thần Huyết Long bộ dáng như vậy, trong lòng rất nóng nảy, ném ra võ uy thiên kiếm, nói, Diệp Thần, tiếp kiếm. Nàng còn muốn đem võ uy thiên kiếm, cho mượn Diệp Thần. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, tiếp lấy võ uy thiên kiếm, giao cho Huyết Long, nói, Huyết Long, cầm. Huyết Long đại hỉ, nói, lúc này tiếp lấy võ uy thiên kiếm. Phải biết, võ uy thiên kiếm là vô thượng thiên kiếm, lực sát thương không phải chuyện đùa, nếu như có kiếm này phụ trợ, lại phối hợp Diệp Thần tai nan thiên kiếm, song kiếm hợp bích, uy lực sẽ 10 lần tăng trưởng, đủ để chống lại Karura. Không tốt, Karura thần sắc đại biến. Một khi bị Diệp Thần Huyết Long song kiếm hợp bích, hắn cũng không có đem cầm chiến thắng. Ai yêu? Nhưng mà vào lúc này,
Huyết Long bị đau kêu lên một tiếng, nhưng gặp vậy Võ Uy Thiên Kiếm chui kiếm, đột nhiên dài ra đổ gai, hung hăng châm tổn thương Long Chảo, lại ông một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, đổ bay trở về đến thân Đỗ Uyển Nhi trong tay, không ngừng vo ve rên rỉ, tựa hồ ở ủy khuất. Lúc đầu cái này cầm thiên kiếm, chỉ nhận thân Đỗ Uyển Nhi làm chủ nhân, không chịu bị người ngoài chấp trường. Kiếm này thậm chí có linh tính, cảm thấy được thân Đỗ Uyển Nhi muốn mượn ra, còn ở rên rỉ vang dội. Thân Đỗ Uyển Nhi ngẩn ra, lại không nghĩ rằng Võ Uy Thiên Kiếm như vậy quật cường. Huyết Long không những không lấy được kiếm, ngược lại bị thiên kiếm châm tổn thương tay, không ngừng chảy máu, vết thương kia thậm chí có thể gặp được xương, vô cùng dữ tợn. Thật xin lỗi. Thân Đỗ Uyển Nhi trong lòng đại hối, lần này không những không giúp được Diệp Thần, còn quá mức làm loạn thêm. Huyết Long sắc mặt trầm xuống, vội vàng thúc giục Vạn Tương Thiên Thư, chữa trị thương thế. Ha ha ha. Bên kia Karora, nhưng là ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, hù ta giật mình, còn lấy vì ngươi thật có tư cách bắt được Võ Uy Thiên Kiếm. Vậy Võ Uy Thiên Kiếm cầm kiếm người, chỉ có thể có một cái, chính là thân Đỗ Uyển Nhi, người ngoài quả quyết không cách nào chấp trường. Karora thấy rõ một điểm này, nhất thời buông lỏng rất nhiều. Lười được cùng các người nói nhảm, nếu không chịu đầu thuận, vậy thì chết đi. Karora trong mắt run lên, hai cánh một miếng, vậy thiên uyên đạo pháp hơi thở bạo dũng ra, bầu trời bên trong, mọi chỗ không gian sụp đổ nổ tung, sản sinh ra từng cái một vực sâu. Ngay chớp mắt, trăm ngàn vực sâu nổi lên, còn quấn Diệp Thần Huyết Long hai người, phải đem hai người chiếm đoạt. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, ngự long bay lên không bay vút, không ngừng dịch chuyển, tránh né vực sâu chiếm đoạt. Nhưng tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, hai người sớm muộn phải bị vô cùng vực sâu giết chết. Ta cầu nguyện, vực sâu tan đi, càn khôn vang vang. Diệp Thần cắn răng, thúc giục nguyện vọng thiên tinh, muốn xua tan vực sâu hơi thở. Nguyện vọng thiên tinh bên trên, thả ra từng đạo nguyện vọng niệm lực, trắng xóa như xương ải. Nhưng, những thứ này nguyện vọng niệm lực, vừa tiếp xúc với vực sâu, không những không thể cầm vực sâu xua tan, ngược lại cũng bị cắn nuốt. Thấy vậy, Diệp Thần thần sắc nhất thời đổi rất khó khăn xem. Karora ngửa mặt lên trời cười to, nói, đừng vùng vẫy, luân hồi chi chủ, người ta tới giữa, thực lực sai biệt quá lớn, pháp bảo gì thần thông cũng là vô dụng. Karora tu vi, ước chừng đạt tới trăm gia cảnh nhất tầng thiên, mà Diệp Thần chỉ là còn thật cảnh nhất tầng thiên mà thôi, hai người tới giữa, thực lực sai biệt quá lớn. Dẫu sao càng về sau, càng khó vượt cấp, còn thật cảnh và thái chân cảnh khoảng cách nếu như một mà nói, vậy thái chân cảnh đến trăm gia cảnh chính là vạn. Ở nghiêm trọng như vậy chênh lệch hạ, thậm chí Diệp Thần nguyện vọng thiên tinh, cũng không phát huy ra hiệu quả. Trên tinh cầu, thần Đỗ Uyển Nhi thấy Diệp Thần tràn ngập nguy cơ hình dáng, nhưng là vạn phần nóng nảy, nhưng cũng vô kế khả thi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là nếu như Diệp Thần chết, nàng vậy muốn đi theo chết theo, tuyệt không qua loa sống. Huyết Long, cùng ta dung hợp. Đương thời giây phút, Diệp Thần nguy cơ sinh tử, tánh mạng treo ở một phát, nội tâm ngược lại chấn định lại, chuẩn bị vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy. Chủ nhân, Huyết Long nghe được Diệp Thần lời này, đã biết hắn có muốn liều mạng ý. Lần này liều mạng, rất có thể thật sẽ đem tánh mạng hợp lại hết, cửu tử nhất sanh. Nhưng nếu như, không liều mạng mà nói, chỉ có bị vực sâu cắn nuốt kết quả. Năm đó Ninh Ba một thiếu niên, trong cơ thể sát khí uẩn dục thành rồng. Huyết Long vốn là Diệp Thần một phần chia. Hai người nếu như dung hợp, tất nhiên bùng nổ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Lần trước dung hợp tựa hồ còn ở rất nhiều năm trước. Lần này thiên nhân vực cuộc chiến, Diệp Thần muốn thử một lần. Nhân Long dung hợp, vạn tướng luân hồi. Đối mặt sống chết tuyệt cảnh, Huyết Long hít sâu một hơi, vậy không do dự nữa, trực tiếp cùng Diệp Thần dung hợp. Giao. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cùng Huyết Long hợp thể, vô cùng bàng bạc sáng chói huyết quang. Từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, bàn tay hắn hóa thành long chảo, trên trán dài ra sừng rồng, giơ tay nhấc chân gian, đều có đế hoàng oai rồng, mình mông hung mãnh tới cực điểm. Còn muốn sắp chết vùng vẫy sao? Karora hừ một tiếng, cảm thấy được hai người dung hợp, vậy phát hiện hai người hơi thở tăng vọt, nhưng, hắn thân là trăm gia cảnh cường giả, vẫn là chiếm hết ưu thế. Xoát xoát xoát, Diệp Thần ánh mắt sắc bén, tâm niệm trong chuyển động. Từng cục luân hồi huyền bi, từ trong cơ thể hắn bắn ra,
luân hồi huyết mạch trực tiếp đỉnh cấp bùng nổ, kịch liệt cháy. Ông ông ông, một cái to lớn luân hồi chi bàn hư ảnh, ở Diệp Thần trên đỉnh đầu hiện lên. Vậy luân hồi chi bàn trên, còn nạm từng đạo cổ xưa phù văn, chính là Vạn Tương Thiên Thư ký tự. Giờ khắc này, huyết long Vạn Tương Thiên Thư, cùng Diệp Thần lục đạo luân hồi pháp, hoàn toàn dung hợp vào nhau. Ồ, Karura mơ hồ phát hiện không ổn, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần luân hồi huyết mạch bốc cháy sau đó, bất kể là tu vi hay là tức vận, cũng đang điên cuồng tăng vọt, cho người một loại to lớn chèn ép. Đó là thuộc về duy nhất luân hồi chèn ép. Luân hồi thiên uy hạ xuống, vạn giới cúi đầu. Đáng sợ hơn phải, Diệp Thần luân hồi huyết mạch, cùng huyết long lẫn nhau dung hợp với nhau, càng lấy được Vạn Tương Thiên Thư tất cả thần uy, so với trước kia bất kỳ một lần luân hồi bùng nổ, đều phải hung mãnh khủng bố rất nhiều. Không tốt. Karura thần sắc đại biến, rốt cuộc luống cuống. Hắn đánh giá thấp luân hồi huyết mạch. Diệp Thần điên cuồng cháy huyết mạch dưới, lại phối hợp thiên thư, đây là hắn một kích mạnh nhất, đủ để kéo trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả, cùng nhau chôn theo, ngọc đá cùng vỡ. Đây mới thực là lối đánh liều mạng, nghịch thiên đại sát chiêu, huy hoàng vô địch. Giờ khắc này Diệp Thần, tựa như chân chính chấp trưởng luân hồi đại lộ, cao cao tại thượng, đế hoàng oai rồng cùng luân hồi thiên uy, lẫn nhau dung hợp với nhau mãnh liệt, chấn động chư thiên, ích dịch vạn giới, quá bá đạo, quá hung mãnh, làm người ta nghẹt thở. Thần Độ Uyển Nhi thấy một màn này, che miệng lại ba, hoàn toàn kinh ngạc. Thời khắc này Diệp Thần, quá mức huy hoàng minh mông, liền nàng đều cảm thấy tự thân nhỏ bé, tựa như không xứng với Diệp Thần. Nhưng, đáng sợ như vậy dung hợp nhất kích, nhất định sẽ hao hết Diệp Thần linh khí, rất có thể đưa đến chết. Không. Thần Độ Uyển Nhi kêu to, nàng coi như là mình chết đi, vậy không muốn nhìn thấy Diệp Thần chết. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có chút nào cố kỵ, trong ánh mắt tràn đầy ý định giết người, ngửa mặt lên trời hét lớn. Cứu cực thần thông, luân hồi hoang tinh. Bầu trời rạn nứt, một viên bàng bạc to lớn tinh nham, từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng Karura đập tới. Karura con người co rúc lại, sợ hãi tới cực điểm. Chỉ gặp viên kia tinh nham, phơi bầy máu tươi vậy đỏ thẫm màu sắc, tinh nham trên có rất nhiều hơn cổ xưa luân hồi văn lạc, còn có các loại thiên địa pháp tướng chập chờn, huy hoàng tới cực điểm. Đây là Diệp Thần cùng huyết long dung hợp, lục đạo luân hồi pháp tuyệt chiêu, và thiên động vạn tượng tuyệt chiêu, lẫn nhau kết hợp với nhau, bộc phát ra dung hợp kỹ, có thể nói Diệp Thần có thể thả ra trung cực thần thông, đại biểu uy lực cường đại nhất tồn tại. Một chiêu này, tên là luân hồi hoang tinh. Mang luân hồi hoang cổ hơi thở tinh nham, lăng không nện xuống, thế gian tựa như không có bất kỳ tồn tại, có thể ngăn cản cái này đáng sợ nhất kích. Toàn bộ cực Bắc Thiên Hải, đều là ùng ùng chấn động đứng lên, ở đó luân hồi hoang tinh tinh nham biến dạng hạ, đại dương kích thích vạn nặng sóng lớn ngút trời, vô số nặng hư không nổ tung. Hu hu hu, gió bão mãnh liệt, Karura nơi phóng thích ra vực sâu, tầng tầng sụp đổ mất đi, hoàn toàn bị phá hủy. Hắn thân thể cũng đang run động, một phiến phiến kim bằng lông vũ chấn động đánh mất, hình dáng vô cùng chật vật. To lớn kia luân hồi tinh nham, thế như sấm vạn quân, hung hăng đập vào Karura trên thân thể. Karura khổng lồ kia kim bằng thân thể, lập tức bị đập rơi đáy biển, máu tươi lông vũ văng tung tóe, ngay tức thì không một tiếng động. Mà luân hồi tinh nham rơi vào trong biển, tựa như trên trời hạ xuống vẫn thạch nổ. Nổ được đúng phiến biển khơi sôi trào, dẫn phát động trời sóng thần. Vậy sóng thần gào khóc, thậm chí nghịch sông lên thiên. Thần Độ Uyển Nhi ở nguyện vọng thiên tinh trên, vậy cảm nhận được liền sóng thần mãnh liệt, đúng cái tinh cầu đều ở đây chấn động. Thật may nguyện vọng thiên tinh đủ quá cường hãn, cũng không có bị sóng thần lật. Thần Độ Uyển Nhi kinh hồn phủ định, vọng hướng bốn phía, nhưng hôm nay càn khôn, không gian toàn bộ sụp đổ nổ tung, thiên đều tan nát. Lưu vân bay tán, biển khơi sinh tai, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 300.